Làm sao vậy? Bà chủ, có một vị khách uống say, yêu cầu Hoàng Oánh lột đồ cho ông ta xem. Đợi ta ở ngoài. Mau cởi ra. Cởi nó ra, cởi nó ra. Bà chủ, hãy cứu tôi. Bà chủ đến rồi sao? Tôi nghe nói rằng bà chủ có vẻ đẹp vô song. Hay là thế này, cô cũng lột đồ đi, rồi hai người cùng lên đây nhảy. Ngươi đừng hỗn sược. Các ngươi muốn chết, phải không? Hả, cô có biết bố tôi là ai không? Là ông trùm xã hội đen Nam Thành, hoang mang đó. Các ngươi muốn chống đối sao? Bố tôi ở ngay bên cạnh. Các ngươi, mau lột đồ ra cho ta. Nếu không, các ngươi cẩn thận cái mạng của mình. Nếu cô không cởi ra, cô ta sẽ chết. Dừng lại. Tiếp tục đi, cởi ra. Cô nhìn gì vậy? Tiếp tục đi. Sao lại không nghe điện thoại chứ? Vẫn muốn đặt đơn này phải không? Người thành phố thật biết chơi. Này, đơn thức ăn tôi giao đấy nhé. Đừng quên đánh giá 5 sao cho tôi. Ngươi nhìn cái gì hả? Tiểu tử ngươi, có tin ta móc mắt cho ngươi không? Biến đi. Anh nói xong chưa? Ngươi muốn chết à? Đánh gãy chân con chó này mau. Cô là chủ quán bar này à? Việc nhỏ này cũng không xử lý được, còn dám mở quán bar. Anh chỉ là một người giao hàng, biết cái gì mà nói. Đó là con trai cả của trùm xã hội đen Nam Thành, Lý Hoàng Mang. Anh nói làm như mình tài giỏi lắm, đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa, mau đi đi, lũ vô tích sự. Tiểu tử, đánh vài con chó rồi nghĩ mình ngon à? Ngươi nghĩ mình là ai? Dám đánh ta không? Ta sẽ khiến cả nhà ngươi sống không bằng chết. Khiến cả nhà ta sống không bằng chết sao? Ta là ai chứ? Ta ghét nhất ai đe dọa gia đình mình. Đừng nói là Nam Thành này. Kể cả ở Kinh Châu, tất cả các đại gia tộc, không ai dám nói chuyện như thế với ta. Bố cứu con. Ai dám chạm vào con trai ta? Kẻ nào? Con trai bẩn chân ta rồi. Hả? À, cái gì? Đồ nghịch tử, ngươi muốn Lý ra vì ngươi mà bị tiêu diệt sao? Bố, sao lại sợ hắn? Im đi đồ nghiệt chủng. Anh là ai vậy? Ta sao? Đơn hàng của bạn sắp hết hiệu lực, mau chóng đến điểm nhận hàng sớm. Một người giao hàng sắp bị tiền vì muộn giờ. Đàn ông ngủ với gái rồi thì cho biến. Tôi sẽ không lấy kẻ cặn bã đá. Đồ tồi này, sao lại đâm vào tôi? Anh định bỏ đi sau khi làm tổn thương tôi à? Đừng lộn xộn ở đây. Đơn hàng của tôi sắp hết hạn, không có thời gian cãi nhau với cô. Anh dừng lại cho tôi. Tôi là người phụ nữ đẹp nhất Kinh Châu. Những người theo đuổi tôi đều xếp hàng dài đến tận Paris. Thật là phúc lành cho ba kiếp anh có thể nói một lời với tôi. Thật là một kẻ không biết điều.
đơn hàng của bạn đã bị hủy. Đồ điên này, cô đang làm gì vậy? Đưa tôi về nhà. Đừng mơ. Bạn đã nhận đánh giá. Anh chỉ là một người giao hàng. Đánh giá của tôi đủ để biến một ngày làm của anh thật vô ích. Tôi vừa đánh giá rồi, nhưng tôi vừa đặt 300 đơn hàng. Nếu anh không đưa tôi về nhà, 300 đơn đánh giá của tôi sẽ biến một năm làm việc của anh thành công gốc. Lái xe đi. Thắt dây an toàn vào. Không thành vấn đề. Đừng, nếu thắt dây an toàn. Sao tôi có thể lột đồ của cô? Hoắc tiểu thư, thật là hiểu biết. Một ngươi muốn gì? Ta nói cho các ngươi biết, ta là con gái của Hoắc gia là cái đinh gì? Ngươi có biết lai lịch của thất ca ta không? Anh ấy là một chiến thần. Cô nghĩ anh ấy có sợ Hoắc gia không? Tôi nghe nói cô sắp kết hôn cùng Triệu Phong. Nếu cô Hoắc cảm thấy quá áp lực, vậy tại sao không để tôi giúp cô giải tỏa áp lực trên xe hả? Ở đây có camera, ngươi đừng lộn xộn. Cô ta càng sợ hãi, ta càng cảm thấy phấn khích. Không được, ta không thể chịu đựng được nữa. Tiểu tử, mau xuống xe. Đại ca ta sẽ vui vẻ cùng cô Hoắc. Đây là người yêu tôi, cái gì? Hoắc Thẩm, ngươi đừng lừa ta, ngươi tưởng ta ngốc sao? Tìm một tên tiểu tử rồi nói đấy là người yêu ngươi. Ngươi say rồi à? Ngươi muốn làm gì ta? Thì phải bước ra sát người yêu ta. Đúng là một ả đáng ghét. Cẩn thận hỏng xe phải đến đấy. Ta đập nó thì sao? Ta đập nó. Ta đập nó thì làm sao này? Ngươi dám làm gì ta? Ngươi là ai? Dám can thiệp vào chuyện của ta? Ngươi không tôn trọng pháp luật sao? Pháo luật, ha ha ha. Tiểu tử, ta nói cho ngươi biết, lão tử ta là một tên khốn. Chưa tỉnh lại phải không? Muốn thêm cái nữa không? Tiểu tử, sao ngươi dám đánh ta? Đánh ngươi thì sao? Nếu không, cút đi, ta không chỉ đơn giản là đánh ngươi đâu. Ta sẽ thiêu chết đôi gian phu dâm phụ này. Người đâu, đem xăng đến cho lão tử ta. Tưới xăng lên cho ta. Không ổn rồi, bọn chúng sẽ đốt chết chúng ta phải không? Kiếp sau đầu thai. Nhớ phải nhìn kỹ. Xem mình đang gây họa với ai. Trong mắt ta, thiện ác tốt xấu phải rạch ròi. Muốn chết sao? Đợi đó. Đám các ngươi, mau giết hắn cho ta. Này, rốt cuộc anh là ai thế? Anh không phải người bình thường. Sao lại chọn nghề giao hàng? Không phải người bình thường. Đúng không? Tại sao? Anh chọn nghề này, tôi chọn nghề này vì... Anh muốn chết sao? Vì tôi muốn tìm một người. Người đã được giao, nhớ xác nhận đơn hàng. Này,
Khoan đã. Quần áo của anh đã bẩn. Vào nhà tôi tắm rửa và thay quần áo đã. Không cần, tôi còn có việc của mình. Quần áo của tôi có thể, đi vào. Đừng trách tôi không nhắc anh. Cẩn thận với 300 đánh giá xấu của anh. Tôi vẫn chưa được tha sao. Sao cô cứ giữ tôi lại, không cho tôi đi, Coco? Hoắc Thẩm, tôi cũng là con người, không phải là công cụ của Hoắc gia. Các người nghĩ tôi không có cách khác sao? Hãy đợi xem. Hoắc Thẩm, tôi sẽ trao mình cho anh chàng giao hàng này. Này cô đang làm gì vậy? Uống với tôi một ly. Tôi không uống. Rượu này ngon lắm. Uống một mình sẽ rất buồn. Chỉ một cốc thôi. Vết sẹo này. Cầm lấy, là cô ấy. Vết thương này của cô là sao thế? Chuyện tào lao. Nếu không có tôi, cả đời anh sẽ không được uống loại rượu này. Bỏ tay tôi ra. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô. Chịu trách nhiệm với tôi. Rất nhiều người muốn làm điều đó. Một kẻ giao hàng như anh sao có tư cách. Nhưng đêm qua là lần đầu tiên của cô. Anh im miệng đi. Mặc quần áo, ra khỏi đây. Tôi khuyên anh, tốt nhất nên biến khỏi Nam Thành ngay lập tức. Nếu không, Minh Quân sẽ không tha cho anh. Dù có vấn đề gì, anh nói với tôi sẽ giải quyết nó cho cô. Anh nghĩ mình là ai mà có thể giải quyết việc của tôi? Anh chỉ là một kẻ giao hàng, mau ra khỏi đây. Hãy nhớ rằng, cô là người phụ nữ của tôi. Không ai có thể bắt nạt cô. Anh ấy đang ở đâu? Hoắc Thẩm à, hết rồi. Một đời trong sạch liêm khiết. Đã trao hết cho một tên giao hàng trong một đêm rồi. Ồ, xin chúc mừng, xin chúc mừng, được rồi. Tại sao lại ép tôi cưới một con thú? Con gái à, việc này tốt cho con và gia đình chúng ta sẽ có vị trí ở chiến thần điện. Đây là số phận của con. Tôi không chấp nhận điều đó. Xin phép các vị. Là ngày vui. Tại sao cô lại khóc? Xin thứ lỗi Triệu thiếu gia. Là do Hoắc Thẩm đang lo lắng. Sợ rằng cậu sẽ quá mạnh mẽ trong lúc động phòng. Gái còn trinh trắng, lo lắng là điều bình thường. Nhưng tôi có kinh nghiệm. Chắc chắn sẽ khiến cô đê mê, thích thú. Không cưỡng lại được. Ai nói tôi còn trong sạch? Tôi đã trao thân cho người khác đêm qua. Trao hết tất cả. Đại nhân, tôi đã điều tra cả rồi. Thông tin Hoắc gia. Người ta nói rằng Hoắc gia muốn con trai mình có chỗ đứng ở điện chiến thần. Vì vậy, họ đã đi vay nợ, hối lộ đút lót. Bây giờ nợ chất thành núi. Bây giờ mọi thứ đổ lên đầu Hoắc Thẩm. Không phải chiến thần điện do ngươi phụ trách sao? Sao để lại xảy ra chuyện này? Tất cả do tôi sẽ sớm khắc phục, chấn chỉnh việc này.
Nhưng mà... Hoắc gia, để đảm có thể có vị trí ở chiến thần điện, họ buộc Hoắc Thẩm kết hôn với thống đốc Nam Thành Triệu Phong, con trai Triệu Bân. Hoắc gia, một đám cẩu tặc. Chúng nghĩ ta đã ẩn mình lâu năm, nên muốn tác oai sao? Tập hợp tất cả đệ tử tại Nam Thành. Kẻ nào động vào người phụ nữ của ta, giết không thương tiếc. Hoắc Thẩm, ngươi đang làm cái gì vậy? Còn không mau xin lỗi ông Triệu. Xin lỗi vì điều gì? Vì ta đã trao thân cho một người giao hàng sao? Không ngờ tới đúng không? Ngươi, không thể nào, tuyệt đối không thể. Người phụ nữ đẹp nhất Nam Thành, thiên kim tiểu thư của Hoắc gia, sao có thể ngủ với người giao hàng được? Người giao hàng đó còn tốt hơn tên khốn này 1000 lần. Ngươi nhanh chóng xin lỗi Triệu tiên sinh. Nói vớ vẩn, ngươi đã uống quá nhiều. Triệu công tử bớt giận, đừng quan tâm lời vớ vẩn của Hoắc Thẩm. Hoắc Thẩm à, mau cầm ly mời ông Triệu đây để xin lỗi đi. Không tin phải không? Đây là camera từ phòng tôi tối qua. Nếu không nhìn rõ thì cứ phóng to ra. Hoắc Thẩm cô. Cô là đồ súc vật. Cô đang muốn làm nhục tôi phải không? Triệu công tử, hãy tha thứ cho chúng tôi. Đúng, ta muốn làm nhục ngươi. Làm nhục ngươi. Và cả ngươi nữa. Làm nhục tất cả các người. Nói cho ngươi biết, dù có chết, ta cũng sẽ không ngươi. Ngươi muốn chết sao? Triệu công tử, hãy tha thứ cho chúng tôi. Hãy tha thứ cho chúng tôi, đồ khốn. Ngươi muốn chết sao? Ngươi không chỉ hủy hoại tương lai của ta, ngươi còn muốn hại chết cả nhà. Hay lắm. Cô đã thành công trong việc khiêu khích tôi. Có điều, dù không muốn kết hôn, liệu cô có thể thoát khỏi lòng bàn tay của tôi không? Người đâu? Nghe này, hôm nay ta không kết hôn nữa. Đổi thành tiệc thê thiếp cho ta. Hôm nay ta không kết hôn nữa. Đổi thành tiệc thê thiếp cho ta. Vâng. Ha 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 ha. Chuyện này, Hoắc Thẩm à, ta nói cho ngươi biết, cả cuộc đời này của ngươi, ngươi không thể bay ra khỏi lòng bàn tay của ta. Dù sao đi nữa, Hoắc Thẩm vẫn là người của Triệu gia. Điều này có nghĩ Hoắc gia của chúng ta vẫn còn cơ hội. Các người đừng hòng. Tôi sẽ không trở thành đồ chơi của anh ta. Tôi sẽ không trở thành đồ chơi của anh ta. Chạy đi. Ngươi định chạy đi đâu? Ngươi đã làm ta mất mặt hôm nay. Nếu hôm nay ta không thỏa mãn, ngươi đừng ta khỏi giường. Ngươi đã hại chúng ta sắp chết. Muốn chạy đi đâu? Còn chạy, ta đánh gãy chân ngươi. Hoắc gia đã bị hủy hoại trong tay ngươi, ngươi thấy không? Nói cho các người biết, hôm nay có chết, ta cũng không cưới anh ta. Giả vờ làm một người phụ nữ đức hạnh ở đây, rồi lại trao thân cho một tên giao hàng hôi hám. Ngươi còn thua một con điếm trong nhà chứa. Hoắc Thẩm à, ngươi thật không biết suy nghĩ. Sao có thể lên giường với loại rẻ tiền đó? Trao thân mình cho một tên rác rưởi. Cô thật rẻ tiền. Các ngươi, mau bắt tên tiểu tử đó về đây cho ta. Không được. Triệu Phong, không được làm. Không được làm tổn thương anh ta. Ta không thể, ta nói cho cô biết. Ở đất Nam Thành này, tôi, Triệu Phong, muốn làm gì thì làm. Không gì là không thể, cô. Rõ chưa? Người phụ nữ của ta cũng dám bắt nạt. Ngươi có muốn chết không? Người phụ nữ của ta cũng dám bắt nạt.
ngươi có muốn chết không? Ngươi nói cái gì, ta hỏi ngươi có muốn chết không? Gã đó là ai? Sao dám xúc phạm ông Triệu? Ông Triệu là vua thế giới ngầm ở Nam Thành. Xúc phạm ông ấy, chỉ có chết. Anh đến đây làm gì, mau chạy đi. Nếu bị người của Triệu phát, ngươi sẽ chết. Hoắc Thẩm à, đây là tên nhóc giao hàng ngủ với cô tối qua sao? Không không, không phải, đúng vậy. Hoắc Thẩm à, mắt của cô bị mù rồi sao? Làm sao cô có thể yêu một tên bần hèn thế này? Đôi mắt người phụ nữ của ta vẫn mở to để nhìn tên cậu tặc như ngươi. Ngươi biết ta là ai không? Lão tử, ta không quan tâm ngươi là ai. Hôm nay ngươi phải quỳ xuống và xin lỗi. Quỳ xuống, đừng gây rối nữa, mau đi đi. Anh chỉ là một người giao hàng. Triệu gia muốn giết anh, dễ hơn giết một con kiến, anh không biết sao? Cô đừng quá lo. Đừng nói là một gia tộc nhỏ ở Nam Thành. Dù có là cửu đại gia tộc ở Kinh Châu, cũng không là gì so với tôi. Ngươi có nghe thấy hắn ta nói gì không? Hoắc Thẩm à, đây là anh hùng của cô sao? Hắn ta quả là một kẻ kiêu ngạo ngang ngạnh, không biết trời cao đất dày. Thùng rỗng kêu to. Hay lắm. Hôm nay ta mở tiệc thê thiếp, cho ngươi một cơ hội. Bây giờ ngươi bỏ qua hãng của ta, ta có thể cân nhắc việc tha mạng chó cho ngươi. Nên nhớ rằng đây là cơ hội duy nhất để ngươi sống sót. Ông Triệu, ông thật hào phóng. Tiểu tử này chết 100 lần cũng không đủ. Anh vẫn cho hắn ta một cơ hội sống sót. Anh có phải là một vị Bồ Tát? Hoắc Thẩm à, hãy nhìn xem. Đây là người đàn ông tốt mà cô đã chọn. Ông Triệu cho hắn cơ hội chui qua háng, hắn ta thậm chí còn không cảm ơn. Ngươi là kẻ bần hèn nhất đòi lấy con gái ta. Đúng là một giấc mơ ngu xuẩn. Hoắc Thẩm à, hôm nay ta muốn ngươi tận mắt nhìn thấy người đàn ông được lựa chọn cẩn thận của ngươi quỳ trước mặt ta như một con chó. Cầu xin ta tha mạng cho hắn. Ê, ngươi điếc hả? Ngươi không nghe ta nói gì sao? Ngươi muốn chết phải không? Ngươi muốn sớm đầu thai vậy à? Tên này dám đánh ông Triệu. Chúng ta sẽ không bị hắn làm liên lụy chứ? Mau cút ra. Ở Nam Thành này ngươi là người đầu tiên dám đánh ta. Tiểu tử này to gan, người đâu? Mau giết hắn cho ta. Vâng. Trong mắt ta, ngươi chẳng khác gì một con kiến. Nói một cách logic, ngươi thậm chí không có giá trị. Ta chưa bao giờ biết sợ điều gì. Dám sỉ nhục cô gái của ta, ta sẽ cho ngươi một bài học nhớ đời. Tránh xa ta ra, ta không sợ ngươi. On dao này thôi sao? Nó thậm chí không thể làm sức ra ta. Còn khẩu súng này thì sao? Nó có thể thổi bay não ngươi. Triệu Phong, ngươi dừng tay lại. Hoắc Thẩm, sao cô dám ra lệnh cho tôi? Cô là kẻ có tội. Còn ngươi thì sao? Ngươi làm cái gì vậy? Không phải ngươi điên rồi sao? Ta nói cho ngươi biết, hôm nay ta không giết ngươi, ta còn muốn giết cả nhà ngươi. Hoắc Thẩm, hắn là ai? Anh ấy vô tội. Ngươi để anh ta đi. Tôi không biết anh ta là ai, cô không biết hắn ta là ai, nhưng cô ngủ với hắn ta. Hoắc Thẩm, cô là kẻ khốn nạn. Ta nói lại lần nữa, quỳ xuống và xin lỗi cô ấy. Ngươi đang nói gì vậy? Ngươi nghĩ tình thế đã đảo ngược sao? Giờ ta là người cầm súng, ngươi không có quyền ra lệnh cho ta. Ta muốn ngươi xin lỗi. Ngươi không hiểu phải không? Vậy thì ta sẽ làm theo cách khác. Sao hắn dám? Đừng bắn. Hãy bình tĩnh. Tôi cầu xin anh, đừng giết tôi, tha mạng cho tôi không dám nữa. Này, anh thả hắn đi. Cút.
là Lưu Đông. Tôi sẽ bảo vệ cô cả đời. Này, anh trông như kẻ không có tiền. Ngươi là ai? Còn muốn bảo vệ con gái ta? Biết chút võ thì hay lắm sao? Ngươi là một tên nhãi danh. Trong thời đại ngày nay, tiền bạc và quyền lực mới là sức mạnh. Ngươi thì chẳng có gì cả. So với Triệu Phong, ngươi không thể so được. Nhìn ngươi xem, chả là gì. Hắn ta sao? Hắn ta có cái gì mà so được với địa vị của tôi? Địa vị của ngươi là một tên giao hàng hôi hám sao có thể cao hơn anh Triệu? Không phải Lâm Sung sao? Ai khiến hắn ra nông nỗi này? Là anh ấy. Chuyện này là sao? Sao thế này? Hắn đây rồi. Ta đại thẩm ra đến đây lấy lại công bằng. Ôi chúa ơi, anh ấy chính là người đại diện thẩm ra đến từ Kinh Châu. Đây là chiến thần hùng mạnh và đầy quyền lực của thẩm ra. Lời nói tựa ngàn cân. Anh ấy chính là Thẩm Huy đại nhân. Hôm nay ta đến đây để đòi lại công bằng cho Lâm Sung. Có chuyện gì ở đây vậy? Sao Thẩm Huy đại nhân lại đến đây lúc này? Tôi không biết. Sắc mặt ông ấy có vẻ không tốt. Này Thẩm Huy, anh phải lấy lại công bằng cho tôi. Hoắc gia đâu rồi? Ai dám bỏ chạy, ta sẽ giết ngay. Thẩm đại nhân à, chính là họ. Lỗi thuộc về gia đình họ. Đó chính là Hoắc gia. Ngươi muốn làm gì Hoắc gia? Tiểu tử, ngươi là ai? Sao dám chất vấn? Người đâu, bắt tên tiểu tử này và Hoắc gia lại. Thẩm Huy đại nhân à, Hoắc gia chúng tôi vô tội. Chúng tôi tuân thủ luật pháp. Sao có thể, câm mồm. Lâm Sung ra nông nỗi này là do các người. Hoắc Thẩm, có chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại động đến người của Thẩm gia? Chuyện này, hắn đã chặn xe tôi. Rồi hắn muốn hãm hiếp tôi. Cho dù anh ta có muốn hãm hiếp cô cũng không được động vào ta. Đánh chó phải ngó mặt chủ. Hắn là người của ta. Chi cục trưởng Khâm Châu Thẩm Huy. Không phải ngươi đã đánh ta sao? Hôm nay ta sẽ để cho nhà họ Hoắc của ngươi tuyệt chủng. Chủ nhân, chính là tiểu tử này. Hôm qua hắn đã đánh ta. Hắn làm ta bị thương, ây ra đau quán, tôi bị thương nặng quá. Các ngươi quả thực không có mắt, dám đánh người của ta, được lắm. Ta đã phải tìm các ngươi khắp nơi, tiểu tử, hôm nay ngươi không thể thoát khỏi cái chết. Không, Thẩm Huy đại nhân, là hai người họ không có mắt. Không liên quan đến Hoắc gia, làm ơn để chúng tôi đi. Đi à? Ta đã nói rồi, các ngươi không ai được đi. Tất cả đều phải chết. Thẩm Huy đại nhân, chúng tôi vô tội. Hãy tha cho chúng tôi. Đền chiến tranh của ta là nơi thế nào? Luôn vì dân, không giết người vô tội. Xem xét thành khẩn của Hoắc gia các ngươi, ta có thể miễn chết. Đa tạ đại nhân. Ngài xem tiểu tử này không biết điều, làm bị thương cháu trai ngài. Nhưng Hoắc gia không liên quan. Cháu trai của ta ra nông nỗi này là do các ngươi. Biết điều. Các ngươi phải thanh toán hóa đơn viện phí. Thì ta có thể coi như là có sự bù đắp. Chúng tôi sẵn sàng. Hóa đơn viện phí là bao nhiêu vậy? Ha ha, viện phí 1 tỷ. Chúng tôi chỉ là những thương nhân, làm sao có số tiền lớn như thế? 1 tỷ này, Hoắc gia chúng tôi làm mấy đời cũng không dư ra được. Người của ta bị thương nặng, 1 tỷ này có đủ để bù đắp không? Các ngươi không thấy quan tài không đổ lệ phải không? Dung túng cho cấp dưới của mình phạm tội, tống tiền chi phí y tế cao ngất trời. Thẩm Huy, ngươi to gan lắm. Hỗn sược, ngươi dám xúc phạm đại nhân, gọi tên đại nhân là cấm kỵ, sao ngươi dám gọi thẳng tên ngài ấy? Đền chiến tranh có nhiều vấn đề. Tất cả đều là do hắn lơ là nhiệm vụ. Cho dù hắn có ở đây, ta cũng phải trừng phạt hắn.
anh có điên không? Anh có biết mình đang nói gì không? Thẩm Nguy là chúa tể của đền chiến tranh, anh muốn chết sao? Không, ngươi dám nói những điều này, ngươi còn trẻ tuổi đã to gan như vậy, ở Nam Thành này ta chưa từng thấy. Ngươi làm ta mở rộng tầm mắt. Thẩm Nguy đại nhân, hắn và Hoắc gia chúng tôi không có liên quan gì. Lão già, con gái của ngươi cùng tiểu tử này dây dưa. Đừng nói tới chuyện có hay không có 1 tỷ để bồi thường. Tiểu tử này chắc chắn phải chết. Ngươi thật vô pháp vô thiên. Trước ngày mai, nếu Tần Hạ không loại ngươi ra khỏi đền chiến tranh, ta sẽ bãi bỏ chức chủ nhiệm của hắn. Đừng nói nữa, mau chạy đi. Ngươi có thể chạy được không? Tất cả nghe lệnh ta, xã thủ sẵn sàng. Mau chạy đi. Bắn đi. Lần này xem như tôi trả nợ cho anh. Chúng ta không còn nợ nhau. Lần này lại là tôi cứu cô. Hắn không phải người, hắn là ma. Ta là người đàn ông của cô ấy. Nói vớ vẩn gì thế? Tôi không nói vớ vẩn. Tôi nói không đúng sao? Đủ rồi, đừng nói nhảm nữa. Ngươi muốn bắt giữ ta vì ta có tội. Nhưng ngươi thì sao? Có bằng chứng không? Tiểu tử này sớm muộn cũng hại chết Hoắc gia. Ta sắp gia nhập chiến tranh, không thể để hắn hủy hoại tương lai. Đồ khốn. Ngươi tấn công chú rể. Ông Triệu là bằng chứng tốt nhất tất. Mọi người ở đây đều là nhân chứng. Nhân chứng và vật chứng đều có. Ngươi không cần ngụy biện. Đúng vậy. Ngươi đã bắn chú rể. Nhân chứng vật chứng đủ cả. Vậy ta bắt ngươi hợp lý rồi chứ? Không, không, đó không phải sự thật. Là Triệu Phong ép buộc tôi. Được rồi. Người đâu, bắt hắn cho ta. Hoắc Thẩm không sao đâu. Tôi sẽ mau về thôi. Giải đi. Ta hỏi lại lần nữa, ngươi có nhận tội không? Tôi vô tội. Tại sao tôi phải thú nhận? Ta nói ngươi biết, ngươi nên suy nghĩ kỹ xem mình đã phạm bao nhiêu tội ác trong những năm qua. Sắp chết rồi ngươi vẫn cứng đầu đúng không? Này Thẩm Nguy à? Tên này điên à? Đang ngồi trên ghế điện, hắn vẫn ung dung mỉm cười. Đây là một kẻ điên hoặc một kẻ ngốc. Tần Hạ sẽ sớm đến đây. Hắn ta sẽ phải dọn dẹp lại đền chiến tranh thối nát. Hắn ta không thể trốn tránh trách nhiệm. Này, xem ra hắn ta muốn nếm thử mùi vị trừng phạt. Điều đó không đúng. Tôi sợ anh ấy không giả vờ điên phải không? Có lẽ là một loại virus. Chúng ta không thể biết được. Cẩu tặc, ngươi có chịu thừa nhận tội của mình không? Mau ký vào bản thú tội cho ta. Nếu không ta sẽ biến ngươi thành chó chết trong vài phút. Ngươi muốn tra tấn ta à? Chính xác. Và ta nói cho ngươi biết, nhiều người đã chết trong căn phòng này. Rất nhiều. Khoảng 8.000. Tất cả chúng đều là cẩu tặc cứng đầu. Ha ha ha, để ta xem. Bọn chúng là ai nhỉ? Cũng cứng đầu lì lợm như ngươi. Nhưng ngay khi ta nhấn nút này, chỉ có một kết cục. Đó là cái chết. Cho dù hôm nay Thiên Vương có đến, ngươi cũng phải chết. Dám công kích ta. Tiểu tử, kéo hắn ra ngoài và chôn cất. Nhớ làm cho kỹ. Hắn chứ, không sai. Hắn chưa chết. Dùng dòng điện này để giết ta. Đúng là lũ chuột nhất các ngươi. Ngươi quá coi thường ta. Hắn không phải người. Sao có thể như vậy được? Ta không quan tâm hắn ta là gì. Hôm nay hắn phải chết. Các ngươi có nghe rõ chưa? Chết? Chỉ với nhiêu đây mà muốn giết ta sao? Ha ha. Sao ngươi dám coi thường ta? Ngươi muốn chết sao? Điện có thể không giết được ngươi. Nhưng bây giờ súng sát đầu. Ta không tin đạn không thể giết được ngươi. Ai đã cho ngươi quyền? Giết người bừa bãi. Ở Nam Thành,
Lão tử một tay che trời, giết ngươi dễ như chớp mắt. Muốn gì xuống địa ngục mà chăn chối, mau dừng tay. Chết đi, chết đi. Đồ không cha không mẹ. Ngươi chết đi. Đánh cho ngươi chết, đi. Ngươi có muốn bị bắt nạt suốt đời? Không. Nhặt thanh kiếm lên. Bái ta làm sư phụ. Bái kiến sư phụ. Xin thu nhận đệ tử. Thẩm Ngụy, ngươi thật to gan. Tần Hạ đại nhân, sao ngài lại ở đây? Thẩm Ngụy, ngươi muốn chết sao? Không có Tần Hạ đại nhân, thuộc hạ đang thi hành công luật. Tiểu tử này tội ác đầy trời. Tội ác đầy trời. Không sai. Chính hắn đã đến làm loạn tại một tiệc cưới, làm gãy chân chú rể một cách tàn bạo. Tôi đã đích thân xuống đó xác thực, thu thập bằng chứng và bắt hắn về quy án. Tội ác của hắn là không thể tha. Nhưng ta thấy rõ ngươi đang chĩa súng vào anh ta. Tần Hạ đại nhân, khẩu súng này chính là hung khí gây án của hắn ta dùng để bắn chú rể. Đúng vậy, Tần Hạ đại nhân, những gì Thẩm Nguy nói hoàn toàn DSUNG, bằng chứng trong vụ án này đều có cả. Nếu ngài không tin, có thể cho cấp dưới xuống xác thực. Đúng vậy, tất cả những người có mặt ở bữa tiệc ngày hôm đó đều có thể làm chứng. Tần Hạ đại nhân, cấp dưới vừa trở về từ Triệu gia, đã điều tra rõ ràng mọi chuyện. Nói đi. Lâm Sung, cấp dưới của Thẩm Ngụy bức hiếp con gái Hoắc gia giữa thanh thiên bạch nhật, nhưng bị Hoắc Thẩm chống trả nên bị thương, lợi dụng danh nghĩa đền chiến tranh, Thẩm Ngụy tống tiền Hoắc gia 1 tỷ. Thẩm Ngụy, ngươi thật khốn nạn. Tần Hạ đại nhân, hãy nghe tôi giải thích, giờ ngươi còn gì để giải thích nữa sao? Tôi sai rồi, đại nhân, tôi sai rồi, nhận lỗi với ta có ích gì? Ngươi có biết anh ấy là ai không? Tần Hạ bái kiến Thiên Vương. Trời chưa sáng, ngươi vẫn còn thời gian. Tần Hạ nhất định chấn chỉnh, dọn dẹp sạch sẽ Nam Thành trước bình minh. Đứng dậy đi. Vâng. Thiên Vương sao? Anh ấy là Thiên Vương thật sao? Ngươi mù à? Đây chính là Thiên Vương. Thẩm Nguy, ngươi thật chết. Tôi không có. Này Thẩm Nguy à, là tôi Subin đây. Phiền anh có thể thả một người của tôi không? Anh ấy tên là Lưu Đông, vừa bị anh bắt về. Vớ vẩn, thả cái gì, đừng làm phiền tôi. Hay lắm tên khốn này, ngươi là một kẻ phá hoại luật pháp. Người đâu? Bắt chúng lại cho ta. Tần Hạ đại nhân, tha cho tôi. Tần Hạ đại nhân, tha cho tôi. Tần Hạ à, hy vọng ngươi có hoàn thành nhiệm vụ trước bình minh. Tại hạ sẽ cố gắng hết sức. Anh ra rồi sao? Anh có sao không? Tôi ổn. Mạnh miệng thật đấy. Cởi quần áo ra chắc chắn 80% thương tích rồi. Không sao là được. Cảm ơn anh rất nhiều. Chuyện này nhỏ thôi. Một cuộc điện thoại từ tôi, Thẩm Ngụy sao dám giữ người? Nếu Hoắc Thẩm không đến nhờ tôi, hôm nay tiểu tử cậu sẽ chết trong đó. Vậy có thể cho tôi biết quý danh của anh? Cứ gọi tôi là anh Bin. Được rồi. Nhanh lên xe. Hôm nay, khách sạn Nhật Nguyệt tổ chức một cuộc đấu giá đỉnh cao. Tôi sẽ đưa Hoắc Thẩm đến tham dự, anh cũng đi chung đi. Tôi không phải là kẻ tầm thường, nên anh đừng trịch thượng với tôi. Người phụ nữ xinh đẹp nhất Nam chỉ xứng đáng với một người đàn ông quyền lực như tôi. Đi thôi, đây là cơ hội để anh bước vào xã hội thượng lưu. Yến Nhi, Hoắc Thẩm, cô đến rồi sao? Anh ấy là ai? À ừ, anh
anh ấy là bạn tôi, Lưu Đông. À, tôi tên là Yến Nhi, bạn thân nhất của Hoắc Thẩm. Lưu tiên sinh là bạn của Hoắc Thẩm. Có lẽ xuất thân phi thường, có phải không? Đúng vậy. Tôi sẽ không nói anh ta là một người giao hàng đâu, ha ha. Hóa ra là thứ rác rưởi mà Hoắc Thẩm đã cứu. Than ôi, vậy thì anh phải cảm ơn anh Bin thật tốt. Nếu không có anh ấy, có thể anh vẫn chưa ra được. Được rồi, Yến Nhi, sao cô lại đến đây? À, thật ra là do anh Bin chu đáo, sợ cô buồn nên mời tôi đến đây đi chung với cô. Nếu không phải vì được mời, tôi vẫn chưa đủ tư cách đến khách sạn Nhật Nguyệt này. Không giống một số người, phước tám kiếp mới may mắn khi được ở đây. Cuộc đấu giá tối nay quy tụ những người nổi tiếng từ mọi tầng lớp. Muốn có một phòng ở tầng 1, phải có tài sản trên 1 tỷ. Muốn có phòng ở tầng 2 thì phải là người của điện chiến tranh. Tầng 3 thì phải là những chủ tịch hoặc thương gia có tiếng. Còn tôi có một phòng riêng 5 sao ở khách sạn Nhật Nguyệt này. Thật sao, hay quá anh Bin. Hôm nay, cô không những có thể đến khách sạn này xem đấu giá, mà còn có thể vào phòng riêng 5 sao. Anh Bin, anh đẹp trai quá. Tối nay ở đây, toàn những người nổi tiếng, dịp đặc biệt thế này. Không phải ai cũng đến. Hay ra, vậy mà có một số người, xuất thân quê mùa, lại có cơ hội bước vào thế giới quý tộc này. Quỳ xuống lại anh Bin vài cái cảm ơn chắc cũng không quá đáng đâu. Cô đang nói về tôi phải không? Anh muốn nghĩ sao thì tùy. Nếu không phải đi cùng Hoắc Thẩm, dù là ở phòng riêng cấp cao nhất mời tôi cũng lười đi. Ngươi đang nói vớ vẩn gì vậy? Kẻ chàng giao hàng hôi hám anh, có biết phòng riêng ở tầng cao nhất như thế nào không? Đúng là kiêu ngạo mà, đó là phòng độc quyền của người giàu nhất Nam Thành. Tối nay, người giàu nhất Nam Thành sẽ đích thân đến thăm khách sạn Nhật Nguyệt. Người giàu nhất Nam Thành, Vạn Sơn sao? Chính xác. Hoắc Thẩm, cậu quen ông ấy sao? Làm sao tôi có thể biết ông ấy? Chỉ là trong giới kinh doanh, ai lại không biết huyền thoại này? Hoắc Thẩm, cô muốn gặp ông ấy không? Tất nhiên. Chỉ 10 năm, từ một công xưởng nhỏ trở thành công ty tỷ đô. Những người làm kinh doanh, ai lại không muốn gặp ông ấy? Được rồi, nếu cô muốn gặp hắn, vậy lát nữa tôi sẽ gọi hắn tới phòng VIP ở tầng cao nhất cho cô gặp. Này, cho tôi mượn bút được không? Hoắc Thẩm à, tiểu tử này đầu óc có vấn đề phải không? Người ở phòng VIP tầng cao nhất là người giàu nhất Nam Thành. Sao anh ta không đi WC để soi gương lại chính mình? Còn dám yêu cầu ông chủ Vạn Sơn tiếp chuyện rót trà. Đưa cái này đến phòng VIP tầng cao nhất, bảo Vạn Sơn đến gặp tôi. Xem anh ta có bị ngớ ngẩn không? Viết vài nét nguệch ngoạc, rồi muốn gửi nó đến phòng VIP tầng cao nhất. Được rồi, đi đi, nhanh vào đi. Nếu không chúng ta sẽ là trò hề cho anh ta mất. Hoắc Thẩm, đi thôi, đừng ở đây nghe anh ta nói nhảm. Vào đi, mau đi thôi, đi đi đi. Làm như tôi nói, trong tương lai, cô có thể trở thành giám đốc nơi đây. Cơ hội thăng tiến, một người chỉ có thể đến một lần trong đời. Tại sao không trân trọng? Xin chúc mừng ông Lý, món đồ tiếp theo được đấu giá là chiếc vòng tay thạch anh niên đại 200 năm từ Tây Tạng. Xin các vị chờ trong ít phút, chúng tôi sẽ nhanh chóng quay lại. Các người có biết, cuộc đấu giá hôm nay là những bảo vật có giá trị nhất năm. Có sự tham gia của những người quyền lực nhất nước. Nếu không, tôi sẽ không có mặt tham gia. Anh Bin, tại sao cuộc đấu giá này lại đặc biệt đến vậy? Phần của cuộc đấu giá hôm nay là vòng cổ huyền thoại của Hoàng hậu. Là món trang sức yêu thích của Ngô An, nữ hoàng đầu tiên trong lịch sử. Truyền thuyết kể rằng nếu ai đeo nó sẽ duy trì sắc đẹp mãi. Đúng vậy, tôi đã từng nghe về nó. Người ta nói rằng nữ hoàng Anh đã huy động lực lượng săn lùng nó trong nhiều năm, nhưng đến khi bà mất vẫn không có kết quả. Tôi không ngờ chiếc vòng cổ này lại xuất hiện ở đây. Đúng vậy, cuộc đấu giá hôm nay chắc chắn là cuộc đấu giá cao nhất ở Nam Thành trong 100 năm qua. Chiếc vòng cổ cuối cùng là cuộc chơi của các thế lực mạnh nhất. Chúng ta không bàn luận. Tuy nhiên, những vật phẩm khác tại cuộc đấu giá này cũng không hề tầm thường. Bởi vậy cho nên, Hoắc Thẩm thích cứ nói. Tôi sẽ mua nó. Điều này thật là hoành tráng mà. Không giống một số người nghèo, ngay cả món trang sức rẻ nhất cũng không đủ tiền để mua. Hoắc Thẩm, người đẹp vì lụa. Phụ nữ phải trưng diện để nâng cấp giá trị bản thân. Như chiếc vòng cổ của tôi, trị giá 500 nhân dân tệ. Chỉ cần đeo chiếc vòng cổ này có thể ngăn chặn 95% đàn ông không xứng đáng với tôi. Họ sẽ không dám tiếp cận tôi. Hoắc Thẩm, cô là người phụ nữ xinh đẹp nhất Nam Thành. Không thể hạ thấp bản thân vì một tên giao hàng. Điều đó không sai. Một bông tuyết như cô nên ở bên những người giàu có và quyền lực như tôi.
tôi sẽ mua nó cho cô sau. Anh Bin thật khí chất, Hoắc Thẩm thật may mắn khi biết anh. Hoắc Thẩm, cậu nên tranh thủ cơ hội, trao trái tim mình cho đúng người. Đối với tôi, kể cả chiếc vòng cổ cuối cùng cũng không thành vấn đề, vì nó quá rẻ tiền. Anh nói cái gì? Anh làm sao có khả năng chi trả? Chỉ cần Hoắc Thẩm thích, giá nào tôi cũng sẽ mua. Anh chỉ là một Ekar giao hàng nghèo, sao lại mạnh miệng thế? Nếu không có anh Bin, anh còn không thể ra khỏi trại giam, lại còn ở đó to tiếng. Tôi có thể ra ngoài, nhưng không liên quan gì đến anh ta. Được rồi, nói ít đi. Anh nên biết ơn. Nếu không có anh Bin, sao anh được thả? Nghe gì chưa? Mau quỳ xuống tạ ơn anh Bin đi. Yến Nhi, hơi quá rồi. Tôi đã nhờ anh Bin. Tôi nên nâng rượu mời anh ấy. Cảm ơn anh Bin đã giúp đỡ. Vòng tay rồng ngậm ngọc là biểu tượng của Long Vương Thanh Châu. Giá khởi điểm là 30 triệu, mỗi lần tăng không dưới 5 triệu. Quả là một chiếc vòng tay đẹp. Hoắc Thẩm, em có thích chiếc vòng ngọc này không? Không không không. Đắt quá. Cô sợ cái gì, không phải có anh Bin ở đây sao, nó chỉ 30 triệu thôi. Chỉ cần Hoắc Thẩm vui vẻ, tôi không giống mấy gã tội nghiệp chỉ nói huyên thuyên. Triệu. Anh Bin phòng riêng số 5 ra giá 30 triệu lần 1, 30 triệu lần 2. Anh Bin quả là uy tín, không giống như một số kẻ khốn khổ vẫn mơ mộng tới Hoắc Thẩm. Đúng là đỉa đeo chân hạc. Ba mươi triệu lần 1 30 triệu lần 2. Mua đi. Vạn Sơn đại nhân muốn mua sao? Vạn Sơn đại ra giá 50 triệu. Vạn Sơn đại nhân vừa ra giá 50 triệu. Có ai muốn tăng giá 50 triệu lần 1? Vạn Sơn đại nhân có ở đây không? Ai cho cô vào vậy? 50 triệu lần 2. Phải làm sao bây giờ? Anh có muốn nâng giá không? Còn nâng gì nữa? Đó chính là ông chủ Vạn Sơn, cạnh tranh với ông ấy sẽ không hay. Hoắc Thẩm, cô có thích chiếc vòng này không? Không, tôi chỉ thấy nó trông đẹp. Chỉ cần thấy đẹp, tôi sẽ mua nó cho cô. Đồ hôi hám, anh muốn làm cái gì vậy? Cậu muốn bôi nhọ danh dự của tôi à? Gan bé nhưng mồm hơi to. Nhát gan không dám tăng giá, tránh qua một bên. Anh thì biết cái gì? Những tên tuổi lớn đều có mặt trong buổi đấu ra hôm nay. Cứ tăng giá là được sao? Cuộc chơi này là của những người giàu. Nếu làm họ mất mặt, làm sao còn đường lui? Anh chỉ là một kẻ nghèo rác rưởi. Tôi chỉ có thể là một kiếp nghèo khổ. Anh mà cũng đòi tăng giá, cho dù anh ta có gan cạnh tranh với người giàu nhất, nhưng anh cũng cần nhìn vào thực lực của mình. Đừng nói 50 triệu, tôi nghĩ anh thậm chí không có nổi 5 triệu. Đồ nghèo hèn. Trước hết, tôi không nghèo. 50 triệu trong mắt tôi chẳng có giá trị gì. Thứ hai, cái mà anh gọi là thể diện với người giàu nhất, xin lỗi, anh ta không xứng đáng. Anh điên rồi phải không? Anh nghĩ bạn là ai? Đại thiếu gia của Từ gia là tôi còn chưa dám kiêu ngạo anh. Từ gia là cái gì? Không dám thì cút khỏi đây, đừng ngáng đường tôi. 100 triệu. Phòng riêng số 5 báo giá 100 triệu, sao lại có kẻ dám báo 100 triệu? Đại nhân, hãy yên tâm, Bạch Xuyên sẽ dẫn người đến phòng riêng số 5 cho chúng một bài học. Không cần phải vậy. Đại nhân yên tâm, Bạch Xuyên biết phải làm gì. Đại nhân có người nhờ tôi đưa cái này cho ngài. Cô lấy cái này ở đâu? Là cẩu khách ở phòng riêng số 5. Người ta nhờ tôi đưa cho ngài. Anh ấy còn dặn, bảo ngài đến DSO tiếp trà. Nhanh lên chuẩn bị một tách trà, đưa tôi đến phòng riêng số 5. Được rồi. 100 triệu anh điên rồi. Đồ ngu xuẩn. Anh nên hy vọng Vạn Sơn đại nhân sẽ tăng giá, nếu không, hậu quả đối với anh sẽ còn tệ hơn cả cái chết. Yến Nhi, cô nói vậy là có ý gì? Đấu giá tại khách sạn Nhật Nguyệt, nếu cô không thể thanh toán,
cô sẽ bị hành hạ sống không bằng chết. 100 triệu lần 1, 100 triệu lần 2. Chủ nhân của phòng riêng này là ai? Đám tiểu tử các ngươi đến từ đâu? Dám xông vào phòng của Từ Bân này? Chán sống phải không? Ngươi là chủ phòng. Chính xác. Đây là lãnh thổ của tôi. Bây giờ tôi đang rất khó chịu. Sao các ngươi dám đến tìm rắc rối? Ngươi có biết ta là ai không? Anh Bin quá nam tính. Không giống như tên khốn này. Chỉ biết ngồi đó mà rung đùi. Khá khen cho ngươi còn đòi giết bọn ta. Thật là hào hán. Hôm nay ta thực sự muốn biết ngươi là ai. Mở mắt ra nhìn cho rõ. Lão tử là con trai cả của nhà Tự ở Khâm Châu. Sao, sợ rồi hả? Trước khi tôi nổi giận, các ngươi hãy quỳ xuống lại xin lỗi ta. Sau đó đi rằng, tôi cân nhắc việc bỏ qua cho các ngươi. Hoắc Thẩm, anh Bin quá đẹp trai. Cần người đàn ông như vậy để bảo vệ người phụ nữ của mình. Các ngươi nghe không? Từ thiếu gia yêu cầu chúng ta quỳ xuống và xin lỗi anh ấy. Đừng sủa bậy nữa. Tôi sẽ chỉ đếm đến 3, 1, 2, hai cái đồ khốn khiếp. Đánh vào cái mặt chó của ngươi. Ngươi nghĩ mình là ai? Dám bắt ta quỳ xuống xin lỗi ngươi. Anh Bin. Sao ngươi dám đánh ta? Ta giết ngươi. Mở mắt chó ngươi ra mà nhìn. Đây là Bạch Xuyên đại nhân, trưởng cục Long Môn. Cái gì? Cục Long Môn? Thuộc sở hữu của người giàu nhất Nam Thành, Vạn Sơn. Có trên 8.000 đệ tử. Long Môn Cục được mệnh danh là anh hùng. Cái gì? Ngài là Bạch Xuyên đại nhân? Bạch Xuyên đại nhân à? Tôi không biết là ngài. Xin hãy tha thứ cho tôi. Không phải cậu vừa bảo tôi quỳ xuống xin lỗi sao? Thật là kỳ lạ. Tôi bị mù, tôi xin lỗi ngài. Xin lỗi, tôi xin lỗi ngài. Có hai người đẹp ở đây. Các người hãy ở đây, phục vụ ta. Có được không? Bạch Xuyên hả? Ngươi có thể đánh anh ta, nhưng ngươi không được động vào hai người này. Ngươi là ai? Ta là ai? Ta là người mà ngươi không thể nào dây vào được. Mau im miệng đi. Muốn chết sao? Đừng kéo tôi theo. Ha ha ha, người mà ta không đủ khả năng để xúc phạm sao? Tiểu tử này, có ai mà ta không thể động vào? Bạch Xuyên đại nhân đừng nóng. Anh ấy vừa uống quá nhiều nên không được tỉnh táo. Tôi là Hoắc Thẩm của Hoắc gia ở Nam Thành. Vinh dự được diện kiến. Chỉ dựa vào mấy lời nói của hắn lúc nãy, ta có thể bắt tất cả các ngươi. Ta sẽ chăm sóc hai người sau. Vậy là rồi, đã đến lúc này rồi. Sao anh ta còn cứng đầu? Không phải dồn chúng ta đến chết sao? Chiếc vòng đó sao rồi? Đại nhân, chiếc vòng đó đã được đưa đến phòng số 5 để chuẩn bị trao cho. Quản lý khách sạn đang tháp tùng nó. Chưa thanh toán sao? Chưa đại nhân. Chúng ta vẫn còn cơ hội. Chắc là họ sẽ không thể thanh toán. Đồ ngu ngốc. Mau chuẩn bị cho ta. Đi thanh toán mọi chi phí của phòng đó. Vâng vâng vâng, còn nữa. Mua tất cả vật phẩm chưa đấu giá. Tôi sẽ lấy ngay và thanh toán. Đại nhân. Giá khởi điểm của chiếc vòng cổ đó là 1 tỷ. Muốn lấy trước, chúng ta phải mua với giá cao. Đó là 100 tỷ. 1.000 tỷ ta cũng mua. Mua ngay. Vâng vâng. Bạch Xuyên đại nhân, xin hãy để chúng tôi đi. Nam Thành vẫn có một cô gái xinh đẹp như vậy. Cô có thể qua phòng tôi. Tối nay chúng ta sẽ cùng nhau tâm sự. Rồi tôi sẽ thả đám nhóc này đi. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Dám uy hiếp người phụ nữ của ta. Ngươi thật không biết điều. Vậy ta sẽ dạy ngươi. Ngươi dám đánh ta. Ăn nói ngông cuồng. Giết nó cho ta. Tiểu tử, ta muốn ngươi phải chết. Giết nó. Ngươi muốn giết ai? Tiểu tử, đánh ta có ích gì? Ta là người của đại nhân ở tầng trên. Ngươi có biết đại nhân ở tầng trên là ai không? Tôi không quan tâm hắn là ai.
Dù hắn có đến hắn cũng không thể bảo vệ ngươi. Ngươi muốn dùng đôi tay bẩn thỉu để chạm vào người phụ nữ của ta, tiểu tử, ta cho ngươi biết, sếp của ta là Vạn Sơn, ngươi giàu nhất Nam Thành. Ngươi dám chạm vào một sợi tóc của ta không? Còn người phụ nữ này ta thích thì ta chạm. Không chỉ chạm vào, ta còn làm nhục cô ta trước mặt ngươi. Còn ngươi phải bỏ mạng mình lại đây tối nay. Tôi không liên quan gì đến tiểu tử này. Xin hãy tha thứ cho chúng tôi. Bạch Xuyên đại nhân, chúng tôi không quen hắn. Và tôi cũng không biết về người phụ nữ này. Hãy tha cho chúng tôi. Yến Nhi, cô im đi. Tất cả là do cô dắt hắn đến đây. Cô muốn hại chết chúng tôi sao? Bạch Xuyên đại nhân, tôi đã còn ưa hắn từ lâu. Hắn ta đáng chết, cô ta cũng nên đi cùng. Để phục vụ cho ngài. Không ổn rồi, chúng ta nên làm gì đây? Không sao đâu, đừng lo lắng. Im mồm cho ta. Hôm nay ta sẽ chặt đứt cánh tay của ngươi. Ngươi làm ta phát điên. Còn cô tối nay phải phục vụ ta. Nếu các ngươi không phục tùng, ta sẽ nhờ Vạn Sơn đại nhân tiêu diệt cửu đại gia tộc các ngươi. Bẻ gãy tay của ta. Giết người phụ nữ của ta. Tiêu diệt cửu đại gia tộc. Ta thấy ngươi chán sống rồi. Ta chán sống. Sau lưng ta là Vạn Sơn lão gia, ngươi giàu nhất Nam Thành. Ngươi bị điếc hay ngươi bị ngu? Hay não có vấn đề? Ngươi có biết sức nặng của ba chữ Thẩm Vạn Sơn này là bao nhiêu không? Ngươi đang tìm cái chết. Chuẩn bị cho ta. Người này là ân nhân của ta. Ta có được như hôm nay, tất cả là nhờ hồng phúc của ngài ấy. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng cũng gặp lại anh ấy. Không được có sai sót gì trên người ta. Thẩm Vạn Sơn, không sai. Chính là một nhà kinh doanh vĩ đại. Người nắm giữ nền kinh tế Nam Thành này. Cũng là người giàu nhất. Thẩm Vạn Sơn có trọng lượng gì? Hắn ta có thể nuôi một con chó độc đoán như ngươi. Hắn ta phải ngoan ngoãn xin lỗi ta. Tiểu tử hỗn xược, dám xúc phạm Vạn Sơn đại nhân. Hắn ta không quản lý tốt cấp dưới, vị trí của hắn nên thay thế. Anh điên rồi, họ là người quyền lực nhất. Tiểu tử này hôm nay sẽ phải chết. Mọi thứ kết thúc rồi. Anh Bin, chúng ta phải tỉnh táo và tránh xa họ, nếu không sẽ liên lụy. Vì muốn thể hiện, hắn ta sẽ phải trả giá, chẳng trách loài chó dũng cảm. Bây giờ hắn ta như một kẻ mất trí. Tiểu tử, ngươi dám xúc phạm ta. Nếu ngươi có bản lĩnh, ngươi có thể trốn. Xúc phạm Vạn Sơn lão gia, bất kể ngươi trốn ở đâu, ngươi đều phải chết. Vạn Sơn. Kính chào đại nhân. Đại nhân, tôi muốn báo cáo với ngài. Chính tiểu tử này, hắn tấn công chúng tôi, hắn còn sỉ nhục ngài. Này đại nhân à, sao hắn mắng mà ngài không nói gì? Đại nhân, xin hãy ra lệnh cho tôi dọn dẹp tên cẩu tặc này. Lưu Đông, anh mau xin lỗi Vạn Sơn đại nhân đi. Bây giờ xin lỗi có ích gì? Để duy trì phẩm giá của người giàu nhất Nam Thành, tiểu tử này đêm nay phải bị xé xác thành từng mảnh. Giữ gìn phẩm giá của mình. Biết chưa? Tiểu tử này thực sự muốn chết. Tiểu tử, hôm nay không ai có thể cứu được ngươi. Trông hắn thật tội nghiệp. Tôi đã nói với anh rồi, phải biết mình là ai. Bây giờ thì sao? Thể hiện trước mặt Hoắc Thẩm làm gì? Giờ không thể bảo vệ mạng của mình, anh chỉ có thể tự trách mình. Lưu Đông, anh có quỳ xuống xin lỗi không? Đám người này rất hung hăng. Nếu không quỳ xuống xin lỗi, chúng sẽ giết chúng ta. Vạn Sơn đại nhân, đừng giận thứ rác rưởi này. Tiểu tử, nếu muốn sống, chỉ cần quỳ xuống và bỏ qua hắn ta. Xin lỗi Vạn Sơn đại nhân. Đồ khốn khiếp nhà ngươi. Mở mắt chó ngươi ra, ngươi có biết anh ấy là ai không? Anh ấy là người mà ta không thể động đến. Đại nhân, có nhầm lẫn gì không? Chẳng phải hắn ta chỉ là một gã giao hàng thôi sao? Ngươi muốn chết thì đừng kéo ta theo. Vạn Sơn bái kiến thiên vương. Cái gì? Vạn Sơn quỳ xuống dưới chân anh ta. Đây thực sự là một người mà ngay cả người giàu nhất cũng không thể xúc phạm. Chết, tôi không xong rồi. Đứng dậy đi. Đây là chiếc vòng tay ngọc bích Tây Tạng mà ngài mua đã được giải quyết xong. Xin hãy nhận nó. Ta sẽ không khách sáo. Tay vợ tôi rất hợp với nó. Vợ anh là ai? Đừng nói lung tung. Cả đời này em là vợ anh.
món bảo vật cuối của cuộc đấu giá tối nay. Đây là món quà gặp mặt tôi đã chuẩn bị cho ngài. Xin hãy nhận nó. Đây là... Wow, thật là một chiếc vòng cổ đẹp. Nhận nó nhé. Chiếc vòng cổ này nhìn có vẻ đắt tiền. Tôi không thể nhận. Không đắt. Chỉ 100 tỷ. Cái gì 100 tỷ gì? Tôi không thể nhận nó. Chiếc vòng cổ của tôi chỉ có giá 5 triệu. Nhưng chỉ là loại sản xuất đại trà, cái đó là 100 tỷ. Thật là bất công. Một trăm tỷ cái gì, sao có thể đắt thế được, ối này. Tôi nhầm rồi. Quả thực là, tôi khoe khoang một tí. Vòng cổ này không đắt lắm đâu, chỉ 100 thôi, à không, chỉ 100 triệu. Bằng giá chiếc vòng tay thiên vương mua cho cô. Đừng nói dối tôi. Chiếc vòng cổ này nhìn có vẻ đắt tiền. Sao có thể có mức giá này? Ông nói quá lên phải không, đúng là nói quá lên rồi. Sao ông lại nuôi một con chó hung ác thế? Đó là lỗi của tôi. Sao ngươi dám làm phật lòng ngài ấy? Thực sự là lỗi của tôi. Đại nhân, xin hãy tha thứ cho tôi đã biết sai. Xin hãy cho tôi một con đường sống. Im đi. Thật là ngu ngốc. Ngươi là như thế này. Quả là mất mặt Vạn Sơn ta. Tôi Vạn Sơn tuyên bố, từ giờ trở đi, xóa bỏ chức vụ trưởng cục Long Môn của Bạch Xuyên. Chiếu theo quân pháp, thực thi hình phạt. Đại nhân, xin hãy tha cho tôi. Đại nhân, hãy tha cho tôi. Đại nhân, kéo hắn ra ngoài. Đại nhân, tôi sai rồi. Đại nhân. Anh Lưu, tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, không nên coi thường anh. Anh đừng chấp kẻ tiểu nhân này. Xin hãy tha thứ cho tôi. Lưu Đông à, lẽ ra tôi không nên nói xấu anh. Làm ơn để chúng tôi đi. Hãy để họ đi. Ngươi không nghe thấy đại nhân nói sao? Hút. Giờ thì xong rồi. Tôi không mong đợi một người bạn như vậy. Tôi đã từng coi cô ấy như bạn thân của mình. Không sao cả, họ là người sống vật chất và tôn thờ tiền bạc. Đừng buồn. Alo. Cái gì? Đến bệnh viện chưa? Thế nào rồi? Được rồi, tôi sẽ đến ngay. Tranh thủ gửi cái này đến Hoắc gia. Còn nữa, nhớ cất nhắc cô ấy. Từ giờ, cô sẽ là giám đốc khách sạn Nhật Nguyệt này. Cô đã đi đâu lâu vậy? Lão gia đang trong phòng phẫu thuật. Sao giờ cô mới đến? Con có việc. Đủ rồi Hoắc thẩm. Lão gia nhận là vì cô. Im mồm và hối lỗi đi. Mùi rượu sao? Cô đi chơi với lũ bạn khốn nạn vào giữa đêm. Con không có. Cô là đồ khốn nạn. Chúng ta lo lắng cho lão gia. Cô thì đi uống rượu rồi ăn chơi. Không, con chỉ đến anh Bin để vay tiền. Vay cái gì mà vay? Cô vay để làm gì? Khoản vay cũ của Hoắc gia còn chưa trả hết, ngay cả việc vào đền chiến tranh của cô cũng chưa xong. Thật là đồ ăn hại. Hôm trước thì hủy bỏ hôn lễ với Triệu Phong, còn trao thân cho kẻ giao hàng. Ảnh hưởng đến các mối quan hệ làm ăn. Bỏ lỡ cơ hội gia nhập đền chiến tranh. Ta thấy, thanh danh Hoắc gia sớm muộn cũng bị cô phá hủy. Người phụ nữ của tôi, không ai có thể bắt nạt. Hai người hơi quá đáng rồi, ngươi. Tiểu tử, sao ngươi dám đến hại Hoắc gia chúng ta? Hoắc thẩm nhìn xem. Mau nhìn xem. Một tên giao hàng hôi hám. Cô định làm bẽ mặt Hoắc gia đến khi nào nữa? Tôi làm bẽ mặt Hoắc gia. Suốt những năm qua, tôi ngày đêm làm việc cho tập đoàn Hoắc gia như một con robot. Thậm chí suýt mất mạng ở Thanh Châu. Giờ tôi từ chối làm công cụ kết hôn của các người, tôi liền trở thành tội nhân của Hoắc gia. Tại sao vậy? Bởi vì ta là cha của ngươi. Hoắc thẩm, nghe rõ đây. Ta có một yêu cầu duy nhất với ngươi. Kết hôn với Triệu Phong. Chỉ có vậy mới có thể cứu Hoắc gia. Hổ dữ không ăn thịt con. Ông lại ép con gái mình vào chỗ chết. Ông không hổ thẹn sao? Hổ thẹn cái gì? Cậu phải dạy tôi sao? Tôi nói sai sao? Tôi biết chính xác ông Hoắc đây.
ép Hoắc Thẩm kết hôn với tên quái vật đó. Ông là một người cha vô dụng. Cậu im ngay cho tôi. Chuyện của Hoắc gia không cần cậu xen vào. Cút mau. Bác sĩ à, ai là người nhà bệnh nhân? Ký ngay đi. Bác sĩ, tình hình của lão gia thế nào rồi? Bệnh nhân đang nguy kịch. Nếu nhịp tim không thể phục hồi trong vòng 10 phút, e rằng sẽ là... Cái gì? Bác sĩ, tôi cầu xin bạn hãy cứu lão gia của chúng tôi. Nếu lão gia của chúng tôi chết, Hoắc gia chúng tôi không thể tồn tại ở Nam Thành. Tương lai của chúng tôi sẽ kết thúc mất. Bác sĩ, tôi cầu xin ngài. Cứu ông tôi, ngài phải cứu ông nội tôi. Bệnh nhân bị đau tim và xuất huyết não. Việc cứu hộ rất khó khăn. Chúng tôi chưa bao giờ gặp phải tình huống phức tạp như vậy. Có thể không phẫu thuật được đâu. Hoắc Thẩm, đừng quá lo lắng. Ông nội sẽ không gặp nguy hiểm. Thật sao? U mừng. Lệnh cho bệnh viện số 1 Nam Thành chuẩn bị. 5 phút nữa tôi cần một ca phẫu thuật. Thật buồn cười. Tên giao hàng hôi hám này có thể làm được. Còn dám giả vờ ở đây. Thật nực cười. Dựa vào thứ rác rưởi như ngươi, có thể làm được gì, tiểu tử? Nói cho ngươi biết, còn dám đứng đây thể hiện. Ngươi thực sự không sợ chết? Hôm nay nghe tin Hoắc lão gia nguy kịch, tôi không thể làm ngơ. Đây là bác sĩ Hàn Xuân do tôi mời đến. Cháu trai đời thứ 3 của ngự y Hàn Đại Hạ. Bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất Nam Thành. Biệt danh là Hàn Nhất Đạo. Đơn thuốc này là bí thuật gia truyền nhiều đời được cụ tôi phát triển 300 năm trước. Cho dù vết thương bên trong nghiêm trọng đến mức nào, chỉ cần kê đơn này, có thể giữ được tính mạng. Thải độc dần dần. Tôi đã dành 3 năm để phát triển thêm. Nó chỉ mới bắt đầu. Vì vậy, bạn, các cậu phải luyện tập chăm chỉ. Nữa bệnh viện số 1 Nam Thành có một ca phẫu thuật lớn. Được, nhanh nhanh. Gọi trực thăng nhanh. Tôi phải chạy đến bệnh viện số 1 Nam Thành. Thật sao, trông anh quen lắm. Tôi thấy anh ấy trên báo. Bác sĩ Hàn Xuân, anh ấy có phải là một ngôi sao đang lên ở Nam Thành không? Mẹ à. Bác sĩ Hàn vừa xuống máy bay là được con đón ngay. Chỉ cần bác sĩ Hàn ra tay, lão gia nhất định an toàn. Vậy thì hay quá rồi. Hoắc Phong à. Con không làm ta thất vọng. Ha ha ha, Hoắc Thẩm. Đây là sự khác biệt giữa Hoắc Phong và cô. Nó có thể mời được bác sĩ của hoàng tộc để cứu chữa cho lão già. Còn cô thì chỉ biết mang một mảnh rác theo. Thực sự làm ô uế thanh danh Hoắc gia mà. Được rồi mẹ. Nói nhiều với cô ta làm gì vô ích. Cô ta là ai mà được đem so sánh với con. Vô dụng. Ta cảnh cáo cuối, đừng xúc phạm Hoắc Thẩm. Cẩn thận ta cắt lưỡi ngươi. Ngươi dám đe dọa ta? Ngươi dám không? Hãy cắt lưỡi ta đi. Này này. Hoắc Thẩm, cô điên rồi à? Đem một kẻ mất trí đến đây, rồi hắn muốn tấn công anh trai cô. Không thể để chậm trễ nữa rồi. Hàn lão gia, ông có sao không? Hai gia, không sao đâu. Ca phẫu thuật này rất quan trọng. Mau đưa tôi đến nó. Ai to gan mà yêu cầu ông phải trực tiếp phẫu thuật. Tôi là một danh y. Đây chắc chắn không phải là ca bình thường. Vì vậy họ mới cần tôi. Đó là vinh quang của đời tôi. Hiểu chưa? Được rồi, không thắc mắc nữa. Mau đưa tôi đi. Có phẫu thuật không? Gia đình nhân vẫn chưa ký. Bệnh nhân đang gặp nguy hiểm. Nếu không phẫu thuật, tôi e rằng không cứu vãn. Đừng lo lắng về điều này. Chúng ta đã mời đệ tử của Thái Y Hàn Đại Hạ. Không có bệnh nào anh ấy không cứu được. Hàn Sơn à, xin hãy cứu lão gia chúng tôi, yên tâm. Cơ hội sống sót của ông ấy là bao nhiêu? Tắc nghẽn mạch máu não. Tim không bơm đủ máu để cấp oxy. Tôi hỏi về phần trăm sống sót. Những thứ khác tôi không quan tâm, hiểu không? Trả lời câu hỏi của tôi. Chỉ 1%. Tôi có thể tăng cơ hội sống sót lên 90%. Chỉ cần trả tiền phẫu thuật, 100 triệu. 100 triệu à? Không, Hàn Xuân à. Hoắc gia chúng tôi đang mắc nợ.
chúng tôi biết lấy đâu ra 100 triệu này, nó có liên quan gì đến tôi? Nói cho các người biết, 100 triệu không thiếu một xu. Hoắc Phong, mau nhờ bác sĩ Hàn Sơn giúp đỡ, không thì ông nội còn chết mất. Nhà họ Hoắc của chúng ta sẽ sụp đổ. Bác sĩ Hàn Xuân, anh xem cái gì mà xem, nếu không có tiền thì đừng tìm tôi đến chữa bệnh, hả? Tôi nói rồi, người nghèo đáng phải chết. Ngoài ra, bệnh viện này được xây dựng cho người nghèo. Chết đi không tốn tiền, lãng phí thời gian, ăn nói như vậy, cũng có tư cách làm bác sĩ sao? Tôi không xứng đáng làm bác sĩ, anh có biết tôi là ai không? Đệ tử đời thứ ba của đại y Hàn Trung Chính, cháu nội Hàn Đại Hạ. Ai ở Nam Thành dám nói ta không xứng? Tất nhiên là ngươi. Ngươi không xứng, lương y như tử mẫu. Ngươi không quan tâm bệnh nhân, chỉ biết đến tiền. Ngươi không bằng một con vật. Sao ngươi dám tự gọi mình là bác sĩ? Ngươi dám mắng ta? Ta nói cho đám các ngươi biết, hôm nay ta không ra tay. Lão gai các ngươi chết chắc. Bác sĩ Hàn Xuân, hãy bình tĩnh. Hoắc Thẩm, mau đuổi cái thứ rác rưởi này đi. Nếu bác sĩ Hàn Xuân không vui, ngươi chính là người đã giết lão gia. Hoắc Thẩm, yên tâm, bác sĩ mà tôi gọi sẽ đến ngay thôi. Ngươi đang làm cái quái gì vậy? Ngươi có thể gọi bác sĩ nào? Kể cả bác sĩ ngươi gọi đến thì có là cái thá gì so với bác sĩ Hàn đây? Anh có thực sự gọi bác sĩ đến không? Anh có thể cứu ông nội của tôi. Cô yên tâm, hôm nay ông nội cô sẽ ổn. Đùa à? Ta nói cho các người biết, ông già trong đó chỉ còn 5 phút nữa thôi. Tiểu tử này còn có thể bác sĩ ở đâu? Còn đứng đây khoe khoang to mồm. Một bác sĩ không có ý đức như anh, tôi không cần sự giúp đỡ của anh. Cô nghĩ tôi muốn cứu ông ấy sao? Vẫn còn nói giọng điệu đó. Các ngươi đợi nhận xác ông gì đó đi. Ôi, bác sĩ Hàn Xuân, anh là niềm hy vọng duy nhất của Hoắc gia. Nếu ông già qua đời, Hoắc gia của chúng tôi sẽ sụp đổ. Nó liên quan gì đến tôi? Tôi đã nói với các người rồi, một ngày nọ có rất nhiều người muốn gặp tôi. Hơn nữa, sao hai người họ dám mắng? Các người vẫn muốn tôi cứu người. Hắn nói tôi không xứng làm bác sĩ. Này, bác sĩ Hàn Xuân. Hoắc Thẩm, còn không mau quỳ xuống xin lỗi bác sĩ Hàn Xuân. Nếu cô không làm, tôi sẽ tuyên bố trục xuất cô khỏi Hoắc gia ngay bây giờ. Xóa khỏi gia phả. Bác sĩ Hàn Xuân à, xin hãy cứu lão gia của chúng tôi. Cứ quỳ xuống xin lỗi tôi và mọi chuyện kết thúc. Tôi có thể bỏ qua cho các người. Để tôi nói cho anh biết, tôi chỉ cho anh một cơ hội. Nếu anh muốn tôi cứu lão gia, phải thanh toán tiền cho tôi trước. Cô phải quỳ xuống xin lỗi tôi. Tôi muốn cô bỏ dưới háng tôi. Ngay bây giờ hiểu chưa, tiểu tử? Dám làm nhục người phụ nữ của tôi. Còn to gan dám bắt cô ấy bỏ qua háng anh để làm nhục cô ấy. Ngươi muốn chết phải không? Anh Xuân, bạn ổn chứ? Anh thật to gan, dám làm loạn trong bệnh viện, còn đánh nửa người, đánh bác sĩ số 1 của tôi. Tôi thấy các người chán sống rồi. Hắn ta cũng có thể là bác sĩ sao? Bệnh viện của cô là giám đốc à? Không sai, tôi là giám đốc bệnh viện này. Hàn Tĩnh, cháu gái danh y Hàn Đại Hạ. Cái gì, cô ta là cháu gái danh y Hàn Đại Hạ. Giám đốc bệnh viện này, không ổn rồi. Tên điên này, hắn ta vừa đánh người. Vậy là hết rồi, lão gia không được cứu rồi. Có lẽ chúng ta sẽ đau khổ. Cháu gái của Hàn Đại Hạ. Đúng vậy, bây giờ ngươi sợ thì đã quá muộn. Dám đánh em trai tôi, hôm nay tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Tôi sợ sao, hắn ta không có ý đức, đe dọa bệnh nhân, xỉ nhục cô gái của tôi, còn bắt cô ấy chui qua hàng hắn. Cô là giám đốc bệnh viện, đó là cách Hàn Đại Hạ dạy cô làm người à? Anh là ai? Sao dám nhắc đến ông tôi? Chúng tôi không liên quan gì đến hắn ta. Đúng vậy, Hàn tiểu thư, tên rác rưởi này, hắn ta phải trả giá. Đủ rồi, đám các người gây rối trong bệnh viện của tôi, hôm nay đừng hòng ai rời đi. Cô còn bênh vực tên rác rưởi này sao? Nếu cô không tránh xa hắn ra, thì cô hãy đi theo hắn luôn đi. Nhưng anh ấy không làm gì sai cả, còn dám nói nữa, cô có biết thế lực đằng sau Hàn gia đáng sợ thế nào không? Tính mạng của lão gia nằm trong tay cô đó. Hoắc Thẩm, cô ổn chứ? Tôi thấy hắn quan tâm cô lắm. Nếu tôi là cô, thì sẽ bắt hắn bỏ qua háng tôi trước mặt cô. Đây là điều kiện duy nhất để tôi cứu người. Làm như cậu ấy nói, nếu không, tôi sẽ ra lệnh rút ống thở của bệnh nhân bên trong.
rút ống thở bệnh nhân. Cô làm vậy khác nào giết người? Làm sao, bệnh nhân đang nguy kịch. Chữa cũng chết, thì chữa làm gì? Đây là quyền của giới tinh hoa, chúng tôi có thể quyết định sống chết của tầng lớp thấp các người bất cứ lúc nào. Hôm nay tôi sẽ cho các người biết, kẻ hạ đẳng các ngươi chỉ có quyền hối hận. Muốn chúng ta hối hận, các ngươi không xứng đáng. Ta là đệ tử đời thứ ba của Ngự Y Hà Đại Hạ. Ta muốn ai hối hận, kẻ đó phải hối hận. Vậy để ta xem, hôm nay ai phải hối hận. Trong một phút nữa, nếu Hàn Đại Hạ chưa xuất hiện, Hàn gia các ngươi sẽ tán ra bại sản. Hoang đường, Hàn gia ta là ai mà một kẻ rác rưởi như ngươi có thể động vào? Nói cho ngươi biết, ông nội ta không bao giờ ra ngoài để chữa bệnh. Ông ấy đã không đến bệnh viện trong 10 năm. Ngay cả giám đốc bệnh viện như chị của ta đây cũng không mời được. Ngươi muốn ông ấy trực tiếp đến đây sao? Quả thực là ăn nói ngông cuồng. Nếu ông ấy đến thì sao? Nếu ông ấy đến, tôi, Hàn Xuân, sẽ chặt đầu mình làm ghế cho ông ngồi. Ôi bác sĩ Hàn Xuân, đừng giận con chó điên này. Sao hắn có thể mời ông ấy đến? Hàn lão gia là người thế nào chứ? Đúng vậy bác sĩ Hàn Xuân, hãy bình tĩnh. Làm ơn hãy cứu lão gia chúng tôi, còn tiền bạc chúng tôi sẽ xoay sở sau. Hãy nhanh chóng cứu lão gia cứu chúng tôi, nếu không sẽ quá muộn. Tôi tin anh ấy. Hoắc Thẩm à, tại sao tôi lại sinh ra một cô gái ngu ngốc thế này? Sao cô lại tin vào lời nói sáo rỗng của hắn? Chỉ có kẻ ngốc mới tin hắn. Không, Lưu Đông sẽ làm được. Cô cũng tin lời nói của hắn ta à? Tôi thấy chỉ là cô không muốn cứu ông nên mới ở đây nói nhảm rồi gây rối phải không? Tôi không có. Không có, vậy cô trông đợi gì ở hắn ta? Tôi nói cho cô biết, chỉ có bác sĩ Hàn Xuân mới cứu được ông, hiểu không? Bị bợm. Rõ ràng là ngươi đang trông chờ vô ích. Một kẻ cặn bã như hắn căn bản không xứng đáng làm bác sĩ. Sao ngươi dám? Ngươi nghĩ chúng ta không dám làm gì ngươi sao? Cho dù ông nội ngươi có đến cũng không dám, huống chi các ngươi. Đúng thật là ngu ngốc. Ta sẽ rút oxy của lão già đó, tôi xem anh còn dám nói nhảm không. Vì ông nội cô không dạy cô được, vậy thì để hôm nay tôi sẽ dạy dỗ cô thay ông nội cô. Điên rồi, giám đốc bệnh viện hắn cũng đánh. Cô ấy là cháu gái của Hàn lão gia. Chúng ta bị ngươi hại chết rồi. Ngươi chán sống, đồ chó điên. Sao ngươi dám đánh ta? Hôm nay ta sẽ tống ngươi vào tù. Người đâu? Hỗn xược. Ông nội, sao ông lại ở đây? Đúng vậy, sao ông lại đến? Chắc là ông nội biết hôm nay cậu về đây nên đến đây đón cậu. Chắc là ông nhớ cậu lắm. Ông nội à, được gặp ông. Hàn Xuân thật là mừng. Tới đón cậu hả? Cậu làm gì ở đây vậy? Ông nội không biết đâu, xuống máy bay là con đến đây ngay. Nhưng đám người họ không muốn tốn tiền phẫu thuật, còn nói con không đủ tư cách làm bác sĩ và gây rối ở đây. Hắn ta còn đánh con. Tiểu tử này rất ngông cuồng, không biết trời cao đất dày. Hắn nói rằng ngay khi ông đến đây, ông phải quỳ xuống chào hắn. Tôi chưa bao giờ thấy sự kiêu ngạo như vậy trong đời. Hôm nay các người chết chắc. Rõ ràng là các người đã đoạt tính mạng ông nội tôi. Nếu chúng tôi không thanh toán đủ chi phí, các người sẽ cắt oxy. Sao bây giờ các người lại lật lọng? Cô im đi. Rõ ràng là các người không thể thanh toán, còn gây rối ở đây, thật vô liêm sỉ. Giờ ông tôi đang ở đây, các người còn bào chữa. Người đâu, mau bắt chúng cho ta. Hàn Đại Hạ à, cặp mắt của ngươi không còn nhìn rõ sai. Tiểu tử này, sao dám vô lễ với Hàn lão gia? Không ổn rồi, không ổn rồi. Lưu Đông, đây là Hàn Thái Y. Ngươi thật to gan, dám vô lễ với ông nội ta. Hôm nay ngươi chết chắc. Các ngươi cũng phải chết cùng hắn. Ông nội à, chuyện gì vậy? Ngươi làm ông nội ta tức giận, đáng chết. Mau rút oxy lão già trong đó cho tôi. Không được. Làm sao, cô định vào phòng phẫu thuật à? Nếu các ngươi dám xúc phạm ta, các ngươi sẽ bị nguyền rủa. Yên tâm, hôm nay ông nội của ngươi sẽ chết. Các ngươi cũng không thoát khỏi. Ông nội, ai cho ngươi quyền? Muốn rút ói của bệnh nhân là rút. Ông nội ơi con, ông nội, đừng giận.
ông nội tôi lương thiện, không muốn làm như vậy. Nhưng đã có rất nhiều người được ông nội tôi cứu. Ai cũng có thể giết chết anh. Cô có chắc không? Tất nhiên là tôi chắc. Câm miệng. Hỗn xược, ngu ngốc. Hàn đại hạ đến muộn. Xin đại nhân tha thứ. Ông nội à, ông đang làm gì vậy? Sao ông lại quỳ trước mặt hắn? Đúng vậy ông nội, đám người này sao dám im mồm, quỳ xuống cho ta. Ngươi đúng là kẻ ngu ngốc. Ông ơi, sao ông lại đánh Hàn Xuân? Ta đánh nó, đánh luôn ngươi. Ông, sao ông đánh con? Ta không có cháu như các ngươi. Quỳ xuống mau xin lỗi. Ông nội, hắn là ai? Đại hạ, đại y Hàn đại hạ. Bái kiến thiên vương. Anh ta thực sự là thiên vương sao? Xin lỗi, tôi đã sai. Tôi cứ tưởng anh là kẻ thấp kém bất lực. Vậy nên tôi, vậy sao? Cô là một bác sĩ, lương y từ mẫu. Vậy mà, trong lòng cô vẫn phân chia cấp bậc địa vị tiền bạc. Lập tức bãi bỏ chức vụ giám đốc bệnh viện của nó. Tước hết tất cả quyền lực và chứng chỉ. Đại nhân à, tôi đã sai, tôi thực sự biết mình sai. Ông nội ơi, con sai rồi, ông hãy giúp con. Ông ơi, con biết mình sai rồi, cút ra. Hôm nay ngươi phạm tội tày trời. Không ai có thể cứu được. Người đâu? Tước bỏ quyền lực và chứng chỉ của nó. Chiếu theo luật pháp mà làm. Nhanh, ông ơi, ông nội. Trước khi dạy nghề, dù trình độ có cao đến đâu, trước tiên phải dạy chúng làm người. Sau đó mới dạy cho chúng những kỹ năng của ngành. Tuân lệnh thiên vương. Cái quái gì vậy? Bác sĩ, lão gia chúng tôi sao rồi? Tôi rất tiếc. Có chuyện gì thế? Sao lại như vậy? Lão gia mà chết ở đây, ông phải chịu trách nhiệm. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nếu các người ký vào giấy đồng ý sớm hơn, tìm bác sĩ phẫu thuật, có lẽ đã khác. Vậy là ý ông, lão gia của chúng tôi đã chết rồi phải không? Đủ rồi, đừng gây rắc rối nữa. Nếu không tại các người, ông nội sẽ không gặp nguy hiểm. Hoắc tiểu thư, cô đừng lo lắng. Trong vòng 1 giờ, Hàn đại hạ tôi chắc chắn sẽ cứu được ông ấy. Thật sao? Vậy xin hãy cứu ông nội tôi. Người nhà ở ngoài. Rốt cuộc anh là ai? Tôi có thể trở thành bất cứ ai cô muốn. Ước gì anh là đại quốc sư Kinh Châu. Nhưng không thể. Sao lại không thể? Nếu cô muốn tôi có thể là đại quốc sư. Này này, Hàn lão gia. Sao? Ông ấy đã an toàn. Không còn nguy hiểm. Vậy hay quá rồi. Cái gì thế này? Thuốc an thai, đại nhân. Đây không phải là thuốc an thai thông thường. Đây là thuốc tôi bào chế từ lâu ngàn năm. Một khi phụ nữ mang thai dùng nó, thai nhi sẽ khỏe mạnh, sẽ bình an vô sự. Nhưng ông đưa tôi làm gì? Tôi chưa cần. Đại nhân, chắc vừa rồi ngài đang vội nên không để ý. Tôi vừa quan sát cô Hoắc. Cô ấy chắc chắn đang mang thai. Mang thai sao? Con trai hay con gái? Khi tôi kiểm tra mạch của cô Hoắc, tôi thấy có một cặp bào thai rồng và phượng. Long phụ thai sao? Anh đang làm trò gì vậy? Cảm ơn bác sĩ đã cứu mạng ông tôi. Hoắc gia rất biết ơn ngài. Chi phí ca phẫu thuật hết bao nhiêu? Ngài cứ nói. Này, chi phí gì mà chi phí? Cứ coi đó là trách nhiệm của ông ấy. Cô đi cùng tôi. Tôi có một số tin tốt cho cô. Không được. Anh muốn nói gì? Tin vui mà anh nói là anh muốn cầu hôn tôi. Đây không phải là tin tốt sao? Bác sĩ Hàn vừa nói, anh nghĩ nhiều rồi. Điều đó là không thể. Tôi không thể đồng ý với lời cầu hôn của anh. Bởi vì trong lòng tôi đã có đại quốc sư. Ta luôn ước một ngày nào đó sẽ trở thành đệ tử của người.
đệ tử của ai? Sao người đó dám không cho em cưới anh? Anh có biết mình đang nói gì không? Ây da, tôi biết anh là người giàu nhất Hạ Quốc. Anh biết Vạn Sơn lão gia, Hàn lão gia. Họ thực sự tốt. Nhưng so với người đó, giống như mặt trăng với đom đóm. Không đáng. Vậy người đó là ai? Cho tôi biết được không? Được rồi, vậy anh nghe kỹ đây. Người mà tôi thầm ước mong, anh ta là anh hùng vĩ đại nhất đất nước Đại Hạ. Đại Hạ Quốc sư, cái gì? Anh không nghe rõ à? Vậy nói lại lần nữa. Đại Hạ Quốc sư. Cô thực sự muốn trở thành đệ tử của Đại Hạ Quốc sư. Nhưng việc cô cưới tôi thì có gì không được? Tại sao lại được? Truyền thuyết nói rằng Đại Hạ Quốc sư nhận đồ đệ phải thoát khỏi thế giới trần tục, đến lúc chết cũng vậy. Nếu tôi cưới anh làm chuyện vợ chồng thì làm sao tôi trở thành đệ tử của quốc sư? Vớ vẩn. Ai nói điều này thế? Tên quốc sư đó biến thái sao? Sao lại cấm đoán vớ vẩn? Anh im đi. Tôi cấm anh xúc phạm quốc sư. Được được, tôi xin lỗi. Chỉ là cô muốn làm đệ tử của quốc sư thôi sao? Vậy ngày mai tôi sẽ để hắn nhận cô làm đệ tử, ngày kia tôi sẽ lại cầu hôn cô, có được không? Anh biết mình đang nói gì không? Được rồi, nếu anh có thể khiến quốc sư nhận tôi làm đệ tử, tôi sẽ cưới anh. Tôi sẽ sinh cho anh 10 đứa con. Tần Hạ, mau bố cáo thiên hạ theo lệnh của ta. Ngày mai sẽ tuyển đệ tử. Vâng, Tần Hạ sẽ làm ngay thưa đại nhân. Này Chu Thiên, ngày mai sẽ tổ chức tuyển đệ tử, là một buổi lễ quan trọng theo lệnh đại nhân. Đền chiến tranh sẽ mở cửa nhận người, cũng như chỉnh đốn nội bộ. Ta chỉ có thể giao việc chuẩn bị cho ngươi. Đừng làm ta thất vọng. Đại nhân hãy yên tâm, tôi sẽ kiểm soát chặt chẽ, tuân thủ nghiêm ngặt, tuyển được đệ tử tốt cho đại nhân. Cái này, cái này. Cái gì, quốc sư muốn chiêu mộ đệ tử thân cận, và còn tuyển ở Nam Thành chúng ta nữa. Cái gì, quốc sư thật sự tuyển đệ tử sao? Bố à, đây là một cơ hội lớn cho chúng ta ở Nam Thành. Có người không muốn làm dâu Triệu gia, càng ngày lại càng ảo tưởng. Xem ra, sự thịnh vượng của nhà họ Hoắc phải nhờ vào tôi, ha ha ha. Ai là Hoắc Phong? Khoản vay 300 triệu đến hạn. Các người tính sao đây? Chúng tôi nợ 300 triệu khi nào? Còn ngươi là ai? Ta là ai sao? Ta là Chu Hạo Nhiên, đại thiếu gia của Chu gia, chính là ta. Chu thiếu gia, tôi sai rồi. Sai rồi à, nhìn ngươi xem, thật là hèn hạ. Chu thiếu gia, anh đến sao không báo trước, để chúng tôi. Để các người trốn à? Không dám, không dám. Sao tôi có thể chạy? Nhưng anh có nhầm không? Tôi vay 30 triệu, không phải 300 triệu. Không nhầm được đâu, ngươi phải tính cả gốc lẫn lãi chứ. Lãi suất này rất vừa phải, chỉ 10 lần. Cái gì? 10 lần tiền gốc có trả không? Ta còn nói nhẹ nhàng. Nếu hôm nay không kiếm được tiền, thiếu gia ta sẽ thiêu sống ngươi. Xâm phạm tư gia, tống tiền người khác, ngươi thật to gan. Là ngươi? Tại sao anh lại ở đây? Anh đi đi, không liên quan đến anh. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng ta cũng tìm thấy ngươi. Hôm nay người đừng hòng ai chạy thoát. Người đâu? Chặn tất cả các cửa cho ta, một con ruồi cũng không được phép lọt qua. Đây là chuyện của Hoắc gia, không liên quan gì đến anh ta. Không liên quan. Mơ ôi, mắt chó của cô ra nhìn rõ, tiểu tử này là ai? 10 năm trước ta đã đốt quầy trái cây của hắn. 10 năm trước? Anh là chủ gian hàng. Chính xác, cô là người đã tặng tôi chiếc vòng tay 10 năm trước. Thế là đủ rồi. 10 năm qua ta đã truy lùng ngươi, cuối cùng cũng tìm được ngươi. Chu tiên sinh,
anh có thể tha cho Hoắc Thẩm của tôi không? Ta kinh. Ta lần đầu trong đời bị đánh. Chính là con khốn đó đã đánh tôi. Ngươi thật to gan, ngay cả Chu thiếu gia cũng dám xúc phạm. Chu tiên sinh, xin hãy tha thứ cho tôi. Tha cho các ngươi. Ta phải nằm trên giường bệnh một tháng. Ngươi bảo ta tha cho các ngươi. Đó là điều ngươi xứng đáng. Ngươi im mồm. Ai làm người đó chịu? Là do tôi, nó không liên quan gì đến người khác. Ngươi muốn bảo vệ hắn phải không? Ai làm người đó chịu à? Cô là một kẻ khốn nạn. Làm gì có quyền đem gia đình người khác ra đe dọa. Ngươi đúng là tiểu nhân. Ngươi. Được được. Ta thích những kẻ cứng đầu như cô. Tối nay quốc sư nhận học trò, tôi cũng muốn cô đến đền chiến tranh. Ta muốn trước mặt tất cả chà đạp cô dưới chân, xem ai là rác rưởi. Tất cả Hoắc gia phải có mặt. Nếu thiếu một người, ta sẽ hủy hoại cả Hoắc gia. Này, 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 Hoắc Thẩm à, ngươi thấy Hoắc gia chưa đủ dối phải không? Ngay cả Chu thiếu gia, ngươi cũng dám đắc tội. Không xong rồi, Chu gia sẽ tiêu diệt chúng ta. Các ngươi sai rồi. Sau đêm nay, cả thế giới sẽ hiểu một sự thật. Kẻ bắt nạt Hoắc Thẩm, cho dù gia tộc đó có lớn đến đâu, cũng sẽ bị lật đổ. Không ngờ, đại đệ tử của nữ nhân phái cũng đến. Hạo Nhiên à, hôm nay là một ngày đại hội. Chức vị đệ tử thân cận nhất của quốc sư, không ai khác chính là ngươi. Hội nghị còn chưa bắt đầu, sư tỷ, đừng kết luận sớm như vậy. Cuộc chiến còn chưa bắt đầu, làm sao biết được? Dù có là kẻ nào, thì làm sao có thể cạnh tranh với Chu thiếu gia đây? Ai cũng biết, Chu Thiên lão gia là phó điện chủ của Nam Thành, Chu lão gia cũng là người tổ chức lễ này. Kết quả sao có thể khác được? Ai cũng biết sẽ thuộc về cậu. Này, cô là ai? Sao dám vô lễ? Này, cô là ai? Sao dám vô lễ? Xin lỗi. Chu thiếu gia, ngươi quá khiêm tốn, ngươi đệ tử thân cận của quốc sư. Không ai khác chính là ngươi. Ha ha ha. Hoắc Thẩm, hôm ta bổn thai Su gia sẽ cho ngươi thấy ta trở thành đệ tử thân cận của quốc sư như thế nào. Làm sao đạt đến đỉnh cao của quyền lực. Còn nữa, sau đêm nay, ta sẽ biến cô thành vợ ta. Hoắc Thẩm, sao thế? Cô biết cô ấy hả? Hoắc Thẩm, sao thế? Không nhận ra tôi sao? Cô ấy lớn lên cùng tôi. Mọi người nói cô ấy giỏi hơn tôi về mọi thứ. Hôm nay tôi sẽ cho cô Hoắc biết khoảng cách giữa cô và tôi lớn đến mức nào. Đúng là con chó ghẻ. Mộc Hoa sư tỷ bây giờ đã là đại đệ tử của phái nữ nhân. Còn cô chỉ là con gái của một Hoắc gia nhỏ bé ở Nam Thành. Cô cũng xứng đáng được so với Ngọc Hoa sư tỷ sao? Đại đệ tử của phái nữ nhân thì sao? Cũng không bằng người phụ nữ của tôi. Không ngờ một kẻ yếu đuối ở Nam Thành chỉ biết bám váy đàn bà như ngươi. Sao dám đến đền chiến tranh? Hay ngươi muốn đến đây để chết? Chu Hạo Nhiên, hắn là ai? Hắn là một kẻ kém cỏi giao đồ ăn ở Nam Thành. Hoắc Thẩm, ngươi càng ngày càng tệ đi. Sao lại đi quen một kẻ giao đồ ăn như vậy? Thật đáng xấu hổ. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Còn ngươi, ngươi xứng đáng được so sánh với cô ấy. Đại đệ tử của quốc sư hôm nay chỉ chọn người lương thiện. Ta thấy ngươi chán sống. Hôm nay là dịp quan trọng, vậy mà ngươi dám coi thường ta. Ta khuyên ngươi đừng rút kiếm. Nếu không, thanh kiếm này nhất định sẽ giết ngươi. Đồ rác rưởi, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không? Đây chính là tiên kiếm dịnh thần. Một thanh kiếm đẫm máu. Thanh kiếm này sẽ khiến máy chảy thành sông khi ra khỏi vỏ. Kẻ rác rưởi không biết điều như ngươi dám khiêu khích quỷ kiếm. Ta thấy ngươi sống đến hiện tại là quá lâu rồi. Chu đại nhân à, tôi sẽ biến hắn thành ma bằng thanh kiếm này ngay. Ta khuyên ngươi, tốt nhất là cả hai ngươi nên xin lỗi cô ấy. Nếu không ngươi có 10 cái mạng cũng không giữ được. Tiểu tử hôi hám này, ta thấy ngươi chán sống rồi. Cửu Nguyên, giết hắn. Cửu Nguyên tuân lệnh. Ai dám quấy rỗi tại lễ nhận đồ của tiên vương? Trường Giang, giáo đầu của đại quân đến chiến tranh.
là do Chu Hạo Nhiên hắn khiêu khích trước, đủ rồi. Ý cô là ta đây không phân biệt đúng sai sao? Đại giáo trưởng Giang, người có quyền lực rất cao ở đền chiến tranh. Cô nói xem, cô đang nghi ngờ tính minh bạch của buổi lễ này sao? Hạo Nhiên nói đúng. Buổi lễ hôm nay không một ai được phép ý kiến. Không ngờ đường đường là một đại giáo đầu của đền chiến tranh, lại là kẻ cháo trở. Đổi trắng thay đen ở buổi lễ quan trọng này. Hôn sược, dám coi thường đại giáo đầu, không biết trời cao đất dày, xem ngươi không muốn sống nữa. Được rồi, hôm nay ở đây ngươi còn dám to gan, xúc phạm nhiều người, không xem đến chiến tranh ra gì, vậy thì cả hai ngươi phải chết ở đây để đền tội. Đại giáo đầu à, mời. Tôi tuyên bố, đã đến lúc bắt đầu buổi lễ, tuyển chọn đại đệ tử cho Thiên Vương. Đây chính là thanh kiếm Khổng Tước Thần Thoại. Khổng Tước Thần Kiếm được cắm vào mạch rồng, chẳng phải thanh kiếm này là của hoàng đế đầu tiên Đại Hạ Quốc. Nó đã được cất giấu hàng ngàn năm, người duy nhất có thể sử dụng được nó là quốc sư của Đại Hạ. Đúng vậy, thanh kiếm này được cắm vào mạch rồng, trấn yểm long mạch quốc gia. Những kẻ tầm thường không thể nhấc được nó. Hôm nay, muốn trở thành đại đệ tử của Thiên Vương thì phải nhấc được kiếm. Khổng Tước Thần Kiếm là báu vật của đại. Người không có năng lực sẽ lập tức tan xác khi chạm vào nó. Chỉ những người có nội công thâm hậu mới có thể đến gần, và chân mệnh mới có thể sử dụng nó. Nếu có thể thần phục được nó, chứng tỏ người đó là một bậc anh hùng, tương lai chắc chắn là một nhân vật kiệt xuất. Nhưng nếu không có khả năng, thì nên biết lượng sức mình, tránh là trò cười cho thiên hạ. Chỉ là rút kiếm thôi mà. Hoắc Thẩm, cô sẽ dễ dàng rút được nó ra. Cho bọn chúng mở mang tầm mắt, đừng nói linh tinh nữa. Tôi không phải là người tu luyện gì, sao có thể? Tôi không muốn làm trò cười cho họ. Nực cười, đừng nói là tôi. Cho dù bố tôi có đến, ông ấy cũng khó lòng rút được toàn bộ Khổng Tước Thần Kiếm. Huống hồ cô ta là một kẻ bình thường không tu luyện gì, mà dám mơ mộng về việc rút được nó ra khỏi long mạch. Đúng là kẻ mơ mộng. Thật nực cười. Trình độ của cha con ngươi kém cỏi. Tất nhiên là không thể rút được ra khỏi long mạch, có gì mà bất ngờ. Tiểu tử, ta thấy ngươi thật là mạnh miệng. Ngươi có dám cá cược với ta không? Nếu điểm của ta thua cô ta, ta Chu Hạo Nhiên sẽ tự tử ngay tại chỗ. Nhưng nếu cô ta thua ta, vậy thì sao? Ta không muốn ngươi chết, ta sẽ chặt cổ tay chân ngươi, để ngươi sống không bằng chết, và để người phụ nữ của ngươi làm đồ chơi của ta đến chết. Nếu điểm số của ngươi không bằng cô ấy, vậy thì ta sẽ giết ngươi, ta sẽ không nương ta. Vậy ta sẽ cược với ngươi. Hoắc Thẩm không thể so với ta. Chứ đừng nói đến so sánh với Chu công tử. Trình độ của ngươi không xứng đi giày cho Hoắc Thẩm. Ngươi đừng có kiêu ngạo. Ta thấy hai ngươi sắp chết đến nơi rồi, còn mạnh mồm ở đây. Hoắc Thẩm, ta thấy tên rác rưởi đi cùng cô không hẳn vô dụng. Khả năng diễn xuất của hắn rất tốt. Hôm nay ta sẽ thể hiện thực lực của mình, để mọi người biết khoảng cách giữa ta và Hoắc Thẩm lớn đến mức nào. Sau khi chứng kiến khả năng của Mộc Hoa, các người không được tè ra quần. Buổi lễ quan trọng này lại bị một nhóm ngốc biến thành trò hề. Chúng ta cùng xem lũ ngu này thể hiện. Ngươi nói cái gì? Mở to mắt chó các ngươi ra mà nhìn. Sức mạnh vô song, hơn 10.000 người, thực là anh hùng. Tôi làm được rồi. Quả là đại đệ tử phái nữ nhân. Tương lai của cô ta vô cùng sáng lạn. Hơn 10.000 người, cô ấy thật là tuyệt vời. Hoắc Thẩm, ngươi bây giờ thậm chí không đủ tư cách xách giày cho ta. Thật nực cười. Dù là bây giờ hay bất cứ khi nào, ngươi cũng chưa từng đủ tư cách so sánh với cô ấy. Đừng tỏ ra phấn khích vội. Nếu cô ấy có thể rút kiếm ra, không phải ngươi phải chết sao? Ngươi, tiểu tử này, ta thấy ngươi sắp chết đến nơi rồi. Dám xúc phạm bọn ta, Cửu Nguyên, cắt lưỡi hắn cho ta. Vâng. Các ngươi làm gì vậy? Đừng động vào anh ấy. Cô làm gì vậy? Đến lượt cô dạy ta phải làm gì sao? Cô ấy sắp trở thành đệ tử của quốc sư. Nếu cô ấy dạy ngươi, đó là may mắn của ngươi. Ngươi nói cái gì? Thứ rác rưởi như cô ta cũng muốn làm đại đệ tử của quốc sư sao?
Ta thấy các người đúng là những kẻ mơ tưởng. Ta là con trưởng của Chu Thiên Đại Nhân, hơn còn sắp thừa kế Chu gia. Vì vậy ta là ứng cử viên duy nhất cho chức vị đại đệ tử Quốc Sư. Dù ngươi có thừa kế Chu gia, nhưng Hoắc Thẩm không cần những thứ đó, thì cô ấy vẫn là người chiến thắng. Ngươi, ngươi nghĩ cô ta là ai? Đừng đùa nữa, tôi chỉ là một người bình thường thôi. Cha hắn là phó chủ nhiệm của đền chiến tranh, sao so được với hắn? Tôi không đùa, hắn không đủ tư cách. Huống hồ gia sản chùa Chu gia cũng chỉ là của đền chiến tranh, sớm muộn cũng bị tịch thu xung vào quốc hố đại hạ. Một con quạ sao có thể hóa phượng hoàng? Ta nói đúng không, Hoắc Thẩm? Cô có thể dễ dàng đánh bại hắn ta. Ngươi nói ai là con quạ? Đánh ta dễ lắm sao? Tiểu tử, ngươi làm nhục ta hết lần này đến lần khác. Ta thấy ngươi chán sống rồi. Cửu Nguyên giết cả hai cho ta, cả Hoắc gia nữa. Giết hết cho ta, thuộc hạ tuân lệnh. Đừng mà Chu thiếu gia. Chu thiếu gia à? Tiểu tử này, không liên quan gì đến chúng tôi. Bổn thiếu gia muốn làm như vậy, các ngươi có ý kiến gì không? Hạo Nhiên à, hôm nay là một đại lễ quan trọng, Thiên Vương chắc chắn là đang theo dõi. Làm vậy không ích gì. Hơn nữa hắn ta vừa đánh cược với ngươi. Một khi thua cược, ta sẽ tự tay bẻ gãy tay chân hắn. Đại giáo đầu nói rất đúng. Ngươi chắc chắn là ngươi có thể thắng Hoắc Thẩm sao? Thật nực cười. Ta là nhân tài ngàn năm có một, lẽ nào lại thua cô ta? Đợi đó mà xem ta chơi đùa cô ta thế nào. Này, Chu thiếu gia à, sao anh lại hành động theo cảm tính thế? Hắn ta là con trai của phó chủ nhiệm, cược với anh ta, chúng ta không thể thắng. Anh vẫn muốn liều mạng sao? Con trai phó chủ nhiệm thì sao? Cô không biết là trong bụng mình đang mang giọt máu của tôi sao? Giọt đó là ai cũng không thể động đến cô. Tiểu tử, ngươi xem đây. Một tấc rưỡi. Chu Hạo Nhiên đã rút được một tấc rưỡi. Không đủ, không đủ để ta trở thành vô địch thiên hạ. Sau hôm nay, Chu Hạo Nhiên sẽ là anh hùng của mọi anh hùng. Tất cả đều phải run rẩy khi đứng trước ta. Rút được 5 tấc, sức mạnh trên triệu người. Sức mạnh ngàn năm có một. Quả thực là đại thiếu gia của Chu gia, Chu Hạo Nhiên sẽ là người lãnh đạo quần hùng. 50 năm tiếp theo, tất cả thiên tài đều phải sống dưới cái bóng của Chu thiếu gia. Ta nghĩ không cần phải thi thố gì nữa. Hạo Nhiên là đệ tử thân cận của Quốc Sư. Ngày mai, Thiên Vương sẽ tổ chức yến tiệc ở biệt thự Long Hổ. Sau đó chắc chắn sẽ báo cáo việc này trước thiên hạ. Ngài nói cái gì? Thiên Vương đặc biệt chuẩn bị yến tiệc rồng cho ta. Khoan đã đại giáo đầu, ngài đang nói về biệt thự Long Hổ phải không? Chính xác, biệt thự Long Hổ. Có gì đặc biệt? Thiên Vương đã ủy thác cho các thế lực lớn trên thế giới chuẩn bị 9 món quà đính hôn, sẽ được chuyển đến biệt thự Long Hổ vào ngày mai. Môn giáo ta đã nhận được thông báo. Nghe nói Thiên Vương sẽ tổ chức tiệc đính hôn ở đó. Tiệc đính hôn của Thiên Vương? Đó là tiệc đính hôn danh giá nhất trong 100 năm qua ở Đại Hạ. Không chỉ có những người đứng đầu các đại gia tộc, mà còn quy tụ đầy đủ những người quyền lực nhất thế giới tại đó. Thiên Vương muốn nhận tôi làm đệ tử trong một dịp quan trọng như vậy. Có vẻ như Thiên Vương sắp định tôi làm đệ tử người thừa kế của ngài. Sau ngày mai, tên tôi, Chu Hạo Nhiên, sẽ vang danh thiên hạ. Không không, cả thế giới. Tiệc Long Hổ, liên quan gì tới ngươi? Ngu chi, thanh khổng tước kiếm này, ngươi chỉ rút ra có nửa thước. Dựa vào đâu ngươi nhận mình là đại đệ tử của Thiên Vương, hỗn xược. Một kẻ nhà quê như ngươi làm sao hiểu được ý nghĩa của việc rút kiếm đến 5 tấc? Điều này có nghĩa là Hạo Nhiên đã áp đảo tất cả các anh hùng trên thế giới. Ngươi chỉ là kẻ ếch ngồi đáy giếng. Ta thấy ngươi chẳng có chút hiểu biết nào. Thật lãng phí thời gian để nói những điều vô nghĩa với ngươi. Hoắc Thẩm, lên đó và cho bọn chúng mở mang tầm mắt. Thật là nực cười. Đến bây giờ, ngươi vẫn muốn đùa giỡn với mạng sống của mình. Nếu ngươi muốn chết,
vậy thì ta sẽ để ngươi chết. Cô ta có thể lên đó và làm trò cười, nhưng nếu cô ta không thể đến gần Khổng Tước Kiếm, ta sẽ các ngươi chết không có đất trông. Hoắc Thẩm, đừng dây dưa với kẻ mất trí này, nhanh lên xin lỗi Chu thiếu gia, cậu ta có thể cứu cô. Cô còn đợi gì nữa? Cô đã xúc phạm Chu thiếu gia, cô sẽ hại chết Hoắc gia. Cô còn không biết tốt xấu sao? Chúng ta không cho hắn kết hôn với Hoắc Thẩm, nên hắn ôm thù trong lòng. Hắn muốn mượn tay Hoắc Thẩm để tiêu diệt Hoắc gia chúng ta. Hoắc gia các người có gì to tát mà để ta phải tiêu diệt? Thẩm tin tôi, khả năng của cô chắc chắn sẽ khiến những cả này câm lặng. Đi thôi, tôi sẽ đưa cô lên nó. Hoắc Thẩm, cô thực sự không nghe tôi sao? Mau đến xin lỗi Chu thiếu gia. Hắn làm sao có thể chống lại Chu gia? Cô có tin những gì hắn ta nói không? Tôi tin. Đồ con gái bất hiếu, định chọc tức bố mày à? Đúng là kẻ không biết trời cao đất dày. Sau ngày hôm nay, Hoắc gia sẽ thành trò cười của thiên hạ. Chúng quá coi thường mạng sống của mình, xúc phạm Chu gia, vậy thì chỉ có kết quả Chu Di cửu tộc. Chu Di cửu tộc sao? Sao có thể như thế được? Đến nước này, chỉ có thể đuổi Hoắc Thẩm ra khỏi Hoắc gia. Chỉ có như vậy mới có thể tránh khỏi họa sát thân. Ta cảnh báo ngươi lần cuối, nếu ngươi không nghe, cố tình xúc phạm Chu thiếu gia, vậy thì trục xuất ngươi khỏi Chu gia. Không có ai điên thấy chết mà vẫn đâm đầu vào. Thật là một kẻ ngốc. Tôi tin Lưu Đông. Tôi có thể rút thanh kiếm của quốc sư đại hạ, không tước kiếm. Được rồi, ngươi thật là một kẻ nổi loạn. Vậy thì ta tuyên bố với tư cách là người đứng đầu Hoắc gia, trục xuất Hoắc Thẩm khỏi Hoắc gia. Cô ta không còn liên quan gì đến Hoắc gia nữa. Cắt đứt quan hệ với Hoắc Thẩm. Các ngươi có biết phải đối mặt với gì không? Nhất định tốt hơn ngươi ngàn lần. Xúc phạm Chu thiếu gia, ngươi có biết sẽ có kết cục gì không? Vậy thì đừng làm phiền cô ấy. Nếu các ngươi đã cắt đứt quan hệ với Hoắc Thẩm, thì ta không cần bảo vệ Hoắc gia các ngươi nữa. HMM, nực cười. Ngươi nghĩ mình là ai mà đòi bảo vệ Hoắc gia chúng ta? Chu thiếu gia, bây giờ Hoắc Thẩm không liên quan gì đến Hoắc gia chúng tôi. Mọi việc tùy ý ngài. Hoắc gia chúng tôi sẽ không liên lụy phải không? Ta thực sự không có thời gian để lãng phí với lũ kiến các ngươi. Nhưng ngươi khá nhạy cảm phải không? Có tiềm năng trở thành một con chó tốt. Ây du, được Chu thiếu gia đánh giá cao, đó là một vinh dự trong lòng tôi. Ha ha ha, là một con chó tốt. Ta sẽ cho ngươi thêm một cơ hội. Cha tôi là người bạn tâm giao của Vạn Sơn lão gia. Chuyện tình cờ là ông ấy thiếu một con chó ngoan ngoãn bên cạnh. Ngươi có thể đến Long Môn Cục làm cho ông ấy ngay bây giờ. Đa tạ Chu thiếu gia. Đa tạ đa tạ, tôi sẽ đến cụ Long Môn ngay bây giờ. Mẹ ơi, bây giờ là cơ hội để con đổi đời. Con đi đây, để xem chúng có thể làm gì, hay là chờ cái chết. Chẳng phải các ngươi muốn tranh giành vị trí đại đệ tử với ta sao? Mau làm đi, rút kiếm đi. Ta khuyên ngươi một điều, ngươi nên che mắt lại, nếu không ánh kiếm sẽ làm ngươi mù mắt trong chốc lát. Lúc đó đừng trách ta. Các vị, mọi người có nghe thấy không? Tiểu tử này, hắn nói là sẽ làm mù mắt chúng ta. Ha ha, các ngươi nghe đúng rồi. Tư chất của Hoắc Thẩm mạnh hơn ngươi gấp vạn lần. Thanh Khổng Tước Kiếm này sẽ tỏa sáng hơn ngươi gấp vạn lần. Ngươi thật khoa trương, à? Nói rằng cô ta mạnh hơn ta gấp vạn lần, ngươi định nói rằng cô ta có thể rút ra thần kiếm Khổng Tước sao? Hoắc Thẩm, cô đã sẵn sàng chưa? Được rồi, tôi đã sẵn sàng. Làm ba trò mèo. Làm sao có thể? Sao họ có thể rút được thần kiếm? Nếu chúng rút ra được thì sao? Chúng không thể rút cao hơn ta. Tiểu tử ngươi, ngươi đợi mà xem, ngươi xong rồi. Rút kiếm thành công, đứng đầu quần hùng, thiên hạ vô địch.
Không thể nào. Không thể nào, hai kẻ phế vật này làm sao có thể rút ra được thần kiếm. Đúng rồi đấy. Chỉ có thiên vương mới có thể rút thanh kiếm này. Tôi đã rút được khổng tước kiếm. Vậy tôi có thể trở thành đại đệ tử của quốc sư không? Buổi lễ tuyển chọn hôm nay vốn là dành cho cô. Ngươi đang nói vớ vẩn. Ồ, ta biết rồi. Chỉ có một sự thật. Là hai ngươi đã lừa dối. Cửu Nguyên đâu? Mau giết chúng cho ta. Tuân lệnh. Ta đã nói rồi, chỉ cần ngươi rút kiếm, thanh kiếm sẽ lấy mạng ngươi. Ngươi! Cái gì? Hắn ta đã giết Cửu Nguyên. Sao có thể vậy? Hắn ta đáng chết. Làm trái quy tắc. Ngươi nghĩ Chu gia của ngươi thực sự có tiếng nói ở đền chiến tranh này sao? Vậy nên các ngươi một tay che trời à? Tiểu tử, ta nói cho ngươi biết. Đừng kiêu ngạo. Đừng nghĩ rằng mình đã thắng. Đền chiến tranh này phụ thuộc vào Chu gia ta. Biết điều thì hãy cầu xin ta còn xem xét. Làm nhục người phụ nữ của ta hết lần này đến lần khác. Hôm nay ta muốn xem kẻ chỉ giỏi mồm mép như ngươi làm được gì. Hỗn sược. Bồ. Phó chủ nhiệm Chu Thiên, bố à. Tiểu tử đó, không biết hắn đã gian lận thế nào. Hắn đã thực sự rút được kiếm thần khổng tước ra. Cái gì? Ngươi thật to gan. Sao dám giở trò, ngay trong buổi lễ này, ngươi có biết nếu gian lận sẽ xảy ra chuyện gì không? Ta gian lận, ngươi có bằng chứng gì không? Hay chỉ nghe từ miệng của hắn, con trai ta không nói dối. Rút kiếm khổng tước ra chỉ là ảo tưởng. Chắc chắn ngươi đã gian lận, ngươi nghĩ đó là ảo tưởng. Đó là bởi vì ngươi chưa chứng kiến. Ta rút kiếm ra giữa thanh thiên bạch nhật, trước mặt mọi người. Toàn bộ quá trình đều được mọi người chứng kiến. Ai nói rằng thanh kiếm này được rút ra trước mặt công chúng? Mọi người ở đây, ai đã nhìn thấy anh ta rút thanh kiếm thần ra? Không thấy. Ngươi nghe rồi chứ? Không, không một ai. Ngươi đã giết Cửu Nguyên. Tội ác tày trời. Cho dù ngươi có gian lận hay không, giết người ở đây, phá vỡ an ninh ở đây. Bây giờ, ta là người phụ trách tổ chức cuộc thi này. Chính thức tuyên bố, loại ngươi khỏi cuộc thi ngay lập tức. Bố thật anh minh, nên loại đôi cẩu nam nữ này khỏi cuộc thi. Đại giáo đầu, loại bỏ những kẻ lừa đảo. Vậy người chiến thắng là ai? Trả về cho người có vị trí cao nhất, chính là Chu thiếu gia. Mộc Hoa chúc mừng Chu thiếu gia trở thành đại đệ tử quốc sư. Chúc mừng Chu thiếu gia trở thành đại đệ tử của quốc sư. Cảm ơn mọi người. Tiệc rồng ngày mai, xin hãy đến đó để ăn mừng. Đến để ăn mừng việc ngươi trở thành trò cười của thiên hạ. Đến để xem ngươi chết. Ta là đại đệ tử của quốc sư. Làm nhục ta là báng quốc sư. Ngươi đáng chết. Ta đáng chết. Rút ra nửa thước mà dám xưng là đại đệ tử của quốc sư. Hoắc Thẩm đã rút ra hết thanh khổng tước kiếm đó, nhưng lại bị lũ khốn nạn các ngươi loại bỏ. Thật là nực cười. Sau lưng Chu thiếu gia là phó chủ nhiệm đền chiến tranh và thập đại anh hùng nổi tiếng, còn sau lưng Hoắc Thẩm chỉ là một kẻ rác rưởi không biết điều. Sao ngươi lại dám đối đầu với Chu gia? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Một lũ vô học, một đám chó hùa. Các ngươi chỉ có thế à? Sau lưng Hoắc Thẩm chỉ cần ta đã đủ để chống lại đám sâu bọ các ngươi. Hỗn sược. Ngươi nghĩ ngươi ta là ai? Ta dám giết ngươi. Người dâu, đến đây. Vâng chủ nhiệm. Cái gì? Đám cưới? Thiên vương đại nhân, ngày mai tại biệt thự Long Hổ. Tôi đã rõ, tôi sẽ đến biệt thự Long Hổ ngay. Vâng vâng, xin hãy yên tâm. Cha, ngày mai đám cưới của thiên vương chẳng phải sẽ diễn ra cùng ngày với bữa tiệc của quốc sư sao? Đúng vậy, thiên vương đã chọn ngày trọng đại để nhận con làm đệ tử.
rõ ràng là muốn đào tạo con thành người thừa kế của thiên vương. Con nên vinh hạnh vì điều này. Được, à phải rồi. Đại giáo đầu, có tại hạ, ta muốn chúng không thể thấy mặt trời, đã rõ. Mộc Hoa tiểu thư, để tôi đưa cô đến biệt thự Long Hộ. Tôi sợ ở đây sẽ đẫm máu. Sẽ làm bẩn y phục của cô. Chúng ta nên làm gì? Các ngươi ngoan ngoãn chịu chết đi. Không. Cái gì thế? Ta không tin ta không thể giết ngươi. Ngươi cũng xứng đấu với ta sao? Tần Hạ, thu dọn cho ta. Tần Hạ, cái gì? Lẽ nào ngươi là... Mau về thay y phục và nghỉ ngơi. Mai tôi sẽ đưa cô đến biệt thự Long Hộ. Hôm nay đám cưới của thiên vương. Việc ta giao cho ngươi sao rồi? Sao còn chưa đến? Khi nào mới giao? Thuộc hạ vô dụng, nó sẽ sớm được đưa đến. Đúng là vô dụng. Có vậy cũng làm không xong. Cái mạng của ngươi có chịu trách nhiệm nổi không? Vạn Sơn đại nhân bình tĩnh. Ngươi có 3 phút. 3 phút nữa mà không có. Không cần phải quay lại. Thuộc hạ tuân lệnh. Thuộc hạ sẽ đi ngay. Hay là chúng ta đi về đi. Đây là tiệc cưới của thiên vương. Chúng ta không đủ tư cách bước vào. Nếu gặp Chu Hạo Nhiên và Chu Thiên, chúng ta sẽ gặp rắc rối. Chu Hạo Nhiên là gì? Hôm nay cô là nhân vật chính. Nếu không đến thì họ biết làm sao. Ai cho phép ngươi bước lên thảm đỏ này? Không muốn sống nữa phải không? Còn dám nhìn ta? Để ta cho ngươi biết tay, bỏ tay ra. Đại ca, anh ổn chứ? Các ngươi nên hỏi quần áo của ta có bẩn không? To gan. Thằng nhóc hôi hám sắp chết còn dám kiêu ngạo. Ngươi có biết mình đang đứng trên thảm đỏ hoàng gia không? Vậy sao? Vậy các ngươi biết ta là ai không? Ngươi là ai? Nói cho ngươi biết. Chu Hạo Nhiên, đại đệ tử của quốc sư, con trai của Chu Thiện, phó chủ nhiệm đến chiến tranh. Một khi ta nói với anh ấy về sự kiêu ngạo của ngươi, Chu Hạo Nhiên sẽ khiến ngươi câm họng. Khiến ta câm họng sao? Đúng vậy. Xin lỗi về điều đó. Tôi rất xin lỗi, chúng tôi không biết đây là thảm đỏ hoàng gia, chúng tôi sẽ đi ngay. Jo, người phụ nữ xinh đẹp này đến từ đâu? Cô ta có vẻ rất ngon. Này người đẹp, đừng sợ. Anh thấy em rất hợp với anh. Bỏ ta ra. Động vào người phụ nữ của ta. Ta thấy ngươi chán sống rồi. Hỗn sược. Tên cẩu tặc to gan. Để ta xem ai dám động vào người của Chu Hạo Nhiên ta. Chính là người quen của ngươi. Nhận ra ta không? Là ngươi. Thiếu gia. Lui xuống đi. Hai người các ngươi chưa chết. Không thể nào, rõ ràng cha ta lệnh cho đại giáo đầu giết chúng. Các ngươi, giết ta sao? Chỉ dựa vào các ngươi, nực cười. Ngươi nói cái gì? Ồ, tôi hiểu rồi, nhất định đại giáo đầu đã bị chúng mua chuộc. Khó trách Hoắc Thẩm và Lưu Đông lại ở đây. Chúng tôi không có. Không cái gì. Các ngươi chán sống rồi sao? Ngay cả đại giáo đầu cũng dám hối lây, các ngươi đáng tội chết. Chu Hạo Nhiên, bình tĩnh. Hôm nay là lễ bố cáo chức vị đại đệ tử, cũng là lễ thành hôn của thiên vương. Thật không hay nếu đổ máu. Ta thấy thế này. Không nên giết chúng. Để chúng đi. Nhưng bắt chúng liếm giày của chúng ta. Để chúng biết thân phận thấp kém của mình. Được rồi, hãy làm theo lời của Mộc Hoa cô nương. Nghe thấy không, Hoắc Thẩm, tôi đếm đến 3. Bò đến liếm giày của tôi. Nếu không tôi sẽ cắt lưỡi các người. Ba. Ngươi chưa tỉnh ngủ à? Dám bắt người phụ nữ của ta liếm giày của ngươi. Ngươi nghĩ mình là ai? Mộc Hoa, có sao không? Chu Hạo Nhiên, anh phải đòi lại công bằng cho tôi. Ta thấy các ngươi tự lấy cái miệng thối của mình mà liếm. Cái miệng đã tạo nghiệp của các ngươi đấy. Hỗn sược. Sao ngươi dám đánh người của ta trước mặt ta? Ngươi thực sự không coi trọng ta. Ngươi là ai mà ta phải coi trọng? Được.
ngươi điên rồi. Ngươi có tin ta tống ngươi xuống địa ngục bằng một cú đấm không? Đưa ta xuống địa ngục. Ngươi có biết ta chính là địa ngục không? Hạo Nhiên à? Chu thiếu gia đây sao? Quá yếu đuối. Ta nói cho ngươi biết, đừng quá kiêu ngạo. Ta nhất định sẽ đưa ngươi xuống địa ngục. Đưa ta xuống địa ngục. Đưa bằng miệng của ngươi sao? Kẻ nào dám làm loạn ở đây? Chú à, con có sao không? Vểnh tai chó của ngươi lên đây. Hạo Nhiên là đại đệ tử của quốc sư. Hỗn sự với Hạo Nhiên, cẩn thận cái mạng ngươi. Mắt chó nào của ngươi thấy quốc sư muốn nhận hắn làm đại đệ tử? Cẩu tặc nhà ngươi lấy đâu ra dũng khí đòi cả nhà ta chết? Hỗn sự, sắp chết đến nơi còn manh miệng. Ta nói cho ngươi biết, chú ta là đại đầu lĩnh của cục Long Môn. Giang hồ hay gọi là Vân Đại Hiệp. Ông ấy có thể giết ngươi dễ như giết một con kiến. Cục Long Môn, ta không có thời gian để nói nhiều với ngươi. Ta có việc quan trọng. Cho ngươi 3 giây để quỳ xuống xin ta. Cơ hội duy nhất để ngươi sống sót. Vân Đại Hiệp, hai kẻ này cùng một bọn. Cô gái này trông thật tuyệt. Nếu giết cô ta thì thật tiếc. Thế này, hay là về làm vợ bé của ta, cô thấy thế nào? Lão già, ta thấy ngươi không cần cái đầu này rồi. Nếu muốn chết, cứ nói. Ta có thể giúp ngươi đầu thai sớm. Đòi đưa ta đi đầu thai. Xem đao của ta đây, tiểu tử chết đi. Chú à, chú. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội nữa. Nhặt nó lên tấn công ta. Xe ta có giết ngươi không, Vân à? Vạn Sơn Đại Nhân, mau quỳ xuống, là Vạn Sơn Đại Nhân. Bái kiếm Vạn Sơn Đại Nhân. Ta bảo ngươi đi chuẩn bị quà mừng, sao lại ở đây? Đại nhân, hắn ta, tiểu tử này đang gây rối. Hắn còn đánh tôi. Tiểu tử, ngươi xong rồi. Đánh chú của ta, Vạn Sơn Đại Nhân sẽ không tha cho ngươi. Ta e là ngược lại. Ngược lại, ta xem ngươi chết thế nào. Còn không mau quay lại bái kiến đại nhân. Sếp à, sếp à. Quà đã về rồi. Tất cả đều trên xe. Sao cô lại ở đây? Ngươi quen cô ta à? Chú à, cô ta và con chó săn của chú cùng một nhà. Cô ta đã bị bố mẹ tôi trục xuất khỏi nhà rồi, chúng tôi không còn liên quan. Ông không tin sao? Ngươi lại gặp rắc rối nữa à? Mau chóng nói rõ mối quan hệ giữa chúng ta cho mọi người. Nếu không tôi sẽ lột da cô. Hoắc Thẩm, tôi không còn liên quan gì đến Hoắc gia. Đại ca à, tôi và cô ta không liên quan. Này đại ca, nếu anh không thích chúng, tôi sẽ xử lý chúng. Này chú, đây đúng là một con chó ngoan. Ngươi có muốn vào đền chiến tranh không? Ây da, tôi muốn. Được rồi, vậy thì hãy tát hai bọn chúng cho ta. Ta sẽ cho phép ngươi vào đền chiến tranh. Cái này, hắn ta có võ. Ngươi sợ cái gì? Đây là Vạn Sơn Đại Nhân, người giàu nhất Nam Thành. Có ông ấy ở đây, kể cả ngươi có giết chú, ta nghĩ cũng không ai dám ý kiến gì, thật không? Vạn Sơn à, ngươi cũng nghĩ vậy phải không? Tôi, không ngờ đây lại là Vạn Sơn Đại Nhân. Đại nhân ngài yên tâm, tôi sẽ làm ngay bây giờ, tát vào mặt họ. Hai kẻ rác rưởi các ngươi, ngoan ngoãn cho ta tát. Ngu ngốc, muốn làm chó thì phải theo đúng chủ. Đi theo đám vườn này, Hoắc Phong, ngươi cả đời cũng chỉ có thể làm chó cho chúng tôi. To gan, dám đánh người của ta trước mặt đại nhân. Ngươi muốn chết sao? Im mồm. Ngươi chán sống à? Đại nhân à, tôi. Vạn Sơn Đại Nhân, ông không thấy sao? Rõ ràng là đám rác rưởi này gây rối, hắn dám dẫm lên thảm đỏ hoàng gia và đánh người của chúng ta. Mở đôi mắt cho của ngươi ra xem, ngươi có biết anh ta là ai không? Vạn Sơn. Bố, cuối cùng bố cũng ở đây. Bố không biết đâu. Chúng đã tấn công con. Kẻ nào to gan, dám tấn công con trai ta? Chu Thiên, ông hùng vĩ đến mức nào? Ông có biết con trai ông đã gây ra bao nhiêu rắc rối không? Ông nói gì thế? Con trai tôi sắp trở thành đại đệ tử của Thiên Vương.
thống lĩnh quần hùng. Ông không biết sao? Tôi không biết. Có điều tôi biết cha con không xong rồi. Ông không biết. Tôi sẽ nói cho ông biết. Tiên vương cố tình sắp xếp lễ sắc phong và lễ đính hôn của ngày ấy trùng nhau. Có nghĩ là gì? Ngài coi con trai tôi là người kế thừa chức quốc sư. Vậy mà ông đánh con trai tôi. Ông là kẻ không biết điều. Người kế vị ha ha ha. Ông đừng ảo tưởng. Ông nhìn kỹ xem đây là ai. Ngươi chưa chết. Bố, hắn mua chuộc đại giáo đầu. Ta luôn tự hỏi làm sao ngươi có thể rút Khổng Tước kiếm. Trường Giang, tên khốn này. Dám trái lệnh ta mà ăn hối lộ. Người đâu, đi tìm giết hắn cho ta. Không cần, Trường Giang đã chết. Ngươi định xuống âm phủ với hắn à? Đúng là không biết trời cao đất dày, tiểu tử này, giết hắn cho ta. Nói cho ngươi biết, vệ sĩ của bố ta được mệnh danh là ác quỷ giang hồ. Một khi ra tay, vô tình, không thể sống sót, hôm nay ngươi phải chết. Hoắc Thẩm, tên đàn ông của ngươi sẽ chết. Chu gia sẽ cho các ngươi biết tay. Làm sao bây giờ, không ổn rồi. Được ha ha ha. Các vị, chuẩn bị xem đổ máu. Không lượng sức mình. Giết. Tiểu tử. Ngươi có bản lĩnh, nhưng đến chiến tranh không thiếu cao thủ. Để xem ngươi có đỡ được chiêu của ta không. Vậy sao? Vậy cho ta biết ai là người có năng lực nhất trong đền chiến tranh của ngươi. Người mạnh nhất của đền chiến tranh lớn hơn, ngươi nghĩ mình bất khả chiến bại. Không có đối thủ sao? Ngươi nên im mồm, để ta nói cho ngươi biết. Đền chiến tranh của ngươi, ngay cả thập đại cao thủ, cũng không bằng ta. Tiểu tử, ta nói ngươi biết, đừng kiêu ngạo, thả cha ta ra. Nhóc con, ngươi xong rồi. Dám xúc phạm người trong đền chiến tranh của ta. Nói cho ngươi biết, tôi vừa thông báo cho chiến thần điện chiến tranh, chủ nhiệm điện chiến tranh cùng tiên quân. Họ sẽ sớm đến đây, tiểu tử ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Tần Hạ đại nhân, chính là hắn, kẻ phá nát lễ sắc phong của quốc sư. Hắn đáng chết. Ngài không được để hắn ta đi. Không phải Tần Hạ đại nhân, chính là họ. Im lặng, ngươi là ai? Đến lượt ngươi nói sao? Xin Tần Hạ đại nhân xử lý nghiêm minh, không tha cho chúng. Tiểu tử, nghe thấy không? Nhanh thả bố ta ra. Dám làm loạn trước mặt chủ nhiệm Tần Hạ. Ngươi to rồi. Ngươi có muốn nói gì không? Tôi, tiểu tử. Ngươi mau quỳ xuống lại ta. Dập đầu đến khi chảy máu. Nếu không cả nhà ngươi sẽ chết không nơi chôn. Hỗ sược. Ngươi thật to gan. Ngươi dám xúc phạm thiên vương quốc sư. Cái gì? Tội đồ Tần Hạ, bái kiến thiên vương quốc sư đại hạ. Bái kiến thiên vương quốc sư. Không, không thể nào. Kẻ rác rưởi này sao có thể là thiên vương? Dậy đi, dậy đi. Các người đang lừa ta. Ta sẽ giết các người, ta sẽ giết các người, giết chết hai người. Không thể nào. Con trai. Con trai. Hạo Nhiên, con trai à? Con trai tôi. Con trai của tôi. Không thể nào. Không thể nào. Sao có thể như thế được? Đại nhân à, cút ra. Đồ ngu ngốc. Đừng ám ta. Tội đồ Vạn Sơn quản lý cấp dưới không tốt. Xin thiên vương trách phạt. Tội đồ Tần Hạ quản lý đền chiến tranh không tốt. Xin thiên vương khiển trách. Hôm nay là ngày trọng đại của ta. Ta sẽ có ngoại lệ, miễn tội chết cho các ngươi. Mau chóng thu dọn tất cả, chỉnh đốn lại cho ta. Ta ơn thiên vương quốc sư.
Tại sao tôi lại có cảm giác như một giấc mơ? À, đau quá, đau quá, đau quá. Nó có nghĩa là cô không mơ. Tôi có một câu hỏi cho anh. Anh phải trả lời thật. Nghiêm trọng không? Vấn đề là gì? Anh có phải thiên vương đại hạ phải không? Không, tôi không muốn nhận câu trả lời từ người khác. Tôi muốn anh nói cho tôi biết. Đúng vậy, ta chính là thiên vương quốc sư mà cô hằng ngưỡng mộ. Này này này. Đợi một chút. Có chuyện này. Một chuyện rất quan trọng tôi muốn nói với em. Là chuyện gì vậy? Em có thai. Cái gì? Chuyện gì vậy? Không ổn rồi. Thật đó, Hàn đã nói với anh. Chính là một cặp long phụng thai. Đại nhân có việc này. Người yêu cũ ngài đến đám cưới. Sao cậu không ngăn cô ta lại? Tại vì cô ấy đến quá bất ngờ.